A giá nó mua sân kha giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý đạo hữu và cảm ơn quý sĩ. Nam mô Bụt Tha giá. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Tham Má trên mạng internet qua Ban Talks, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối, Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020, Phật lịch 2564, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 80 kinh Quê Khana Xá, Quê Khana Xá Sutta, phân đoạn 379 đến 385. Sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh bài 80, kinh Quê Khana Xá, Quê Khá Nát Xá Xuất Tá, phân đoạn 379 đến 385, sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp đến, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá. Anh Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sam Kha giá. Kính lễ Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Kính chào chư tôn đức, thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về bài kinh Quê Khana Xá. Du sĩ này là thầy của Sakudaji mà chúng ta đã học trong hai bài kinh trước. Và du sĩ Quê Khana Xá cũng đến gặp Đức Phật. Và có cái quan điểm cảnh của thị giác là tối thượng của thị dục, cho rằng sắc này là thù thắng, vân vân. Nhưng mà cách lập luận của ông ta thì không có rõ ràng, chỉ biết nói sắc này là thù thắng thôi,
Đức Phật Ngài mới đưa lên một thí dụ về một người mà nói yêu một gái đẹp, đến khi mà người ta hỏi cô gái đó cao hay thấp, trắng hay đen, mập hay ốm, ở giai cấp nào thì người đó không biết. Trả lời như vậy là không có hợp lý. Đức Phật Ngài nêu rõ gì? Trong suốt cái cuộc đối thoại, có lúc về cái nát xác đã phẫn nộ và công kích Đức Phật, nhưng mà rồi sau đó Đức Phật Ngài đã thuyết pháp, đã thuyết phục được ông ta, và ông ta đã trở thành một người cư sĩ quy y Tam Bảo. Kinh này có một số đoạn nó trùng lặp với cái bài kinh số 79 mà Đức Phật Ngài thuyết cho Sakurunda Dí đệ tử của ông ta. Bây giờ thì trước nhất xin mời cô Nguyên Xuân, cô Phong Lan đọc cho chánh kinh, sau đó sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Phật Tân và Giảng Sư trong ngày hôm nay thuyết giảng. Nam Mô Bổn Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu và cảm ơn Xích Nhật Quỳnh. Bài 80 kinh Quê Khá Ná Xá. Quê Khá Ná Xá số 8, phân đoạn 379 đến 385. Tên bài kinh lấy du sĩ ngoại đạo Vê Khát Ná Xá, người đến gặp Đức Phật để nói lên quan điểm của mình. Du sĩ ngoại đạo Vê Khát Ná Xá đến gặp Đức Phật để nói lên quan điểm của mình với đầy cảm hứng về sắc. Đức Phật qua những câu hỏi cho thấy tánh tương đối khi nói về sự tối thượng trong nhận định thường tình. Rồi Đức Điều Ngự nói về sự tương đối của năm dục trưởng dưỡng, do Ngài thấy căn tính ưa hưởng thụ dục lạc của Quê Khá Ná Xá. Chẳng những vậy mà Đức Phật dùng những phương cách cho vị du sĩ này tự cảm nhận sự tánh tương đối trong sự hoan hỷ và bất mãn của mình, để rồi trong lời khai thị cuối cùng, vị này sanh khởi lòng tịnh tín quy ngưỡng Tam Bảo. Du sĩ Quê Khá Ná Xá là thầy của Sakurunda Dí, đã đề cập trong hai bài kinh trước. Quê Khá Ná Xá là một du sĩ ngoại giáo có nhiều học trò với giáo thuyết hưởng thụ dục lạc, các giác quan là hạnh phúc. Trong kinh này, Quê Khá Ná Xá được gọi với tên Kachana, một điểm quen thuộc đối với những người có danh vọng trong văn hóa Ấn, có tên gọi riêng khi trực tiếp đối thoại. Một phần của bài kinh này trùng lập với những gì được giảng trong Đại Kinh Sakurunda-dí, kinh số 79. 379, quan điểm cảnh của thị giác là tối thượng của thị dục. Vị này có quan niệm cảnh thù thắng là nhân tố hạnh phúc, trong đó cảnh sắc là tối thượng. Kinh văn, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Sawatthi Xá Vệ Chetawana, Kỳ Đà Lâm, tịnh xá ông Anna Thá Biên Đít Cá cấp cô độc, rồi du sĩ Quê Khá Ná Xá đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ Quê Khá Ná Xá thốt lên lời cảm hứng sau đây trước mặt Thế Tôn: sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. 380.
Khi ca ngợi cái tối thượng, không thể nói chung chung mà cần nêu rõ. Đức Phật nêu lên những câu hỏi để cho thấy Quê Khá Ná Xá thật sự không hiểu rõ điều mình nói, kinh văn. Nhưng này Cách Xá Ná, sao ông lại nói như sau? Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. Tôn giả Gotama, sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc này là tối thượng. Nhưng này Cách Xá Ná, Cách Cha Ná, sắc ấy là sắc gì mà không có sắc khác cao thượng hay thù thắng hơn? Tôn giả Gotama, sắc nào không có sắc khác cao thượng hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. Này Cách Cha Ná, lời giải thích của ông chỉ dài như vậy, ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu ông nói Tôn giả Gotama, sắc nào không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng, thời ông không chỉ rõ sắc ấy. Này Cách Cha Ná, ví như có người nói tôi yêu và luyến ái một cô gái đẹp trong nước này. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp mà bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết là người giai cấp nào, là Sát Đế Lỵ hay Bà La Môn hay Phệ Xá hay Tủ Đà? Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay bậc trung, da đen sẫm, da ngăm ngăm, đen hay da hồng, ở tại làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào? Khi được hỏi như vậy, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, như vậy có phải bạn yêu và luyến ái một người bạn không biết, không thấy? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Cách Cha Ná, ông nghĩ thế nào sự tình là như vậy? Thời lời nói của người có phải là không có hiệu năng không? Bạch Tôn giả Gotama, sự tình là như vậy, thời lời nói của người ấy thực sự là không có hiệu năng. Cũng vậy, này Cách Cha Ná, khi ông nói Tôn giả Gotama, khi sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng, thời ông không chỉ rõ sắc ấy. 381. Sự tương đối trong nhận thức. Trong sự thưởng thức các cảnh, đôi khi người ta nghĩ đến điểm tuyệt vời nhất, nhưng kỳ thực không có cái nhất mà chỉ là sự đối đãi nhất thời. Kinh văn: ví như, thưa Tôn giả Gotama, một hòn đảo lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Với sắc như vậy, tự ngã là không có bệnh sau khi chết. Này Cách Cha Ná, ông nghĩ thế nào? Một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên, hay con sâu đơm đớp trong đêm tối mịt mù giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, con sâu đơm đớm trong đêm đen tối mịt mù này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Cách Cha Ná, ông nghĩ thế nào? Con sâu đơm đớm trong đêm đen tối mù hay ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, quan sát ngọn đèn dầu này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Cách Cha Ná, ông nghĩ thế nào? Ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù hay là một đống lửa lớn trong đêm đen tối mù, giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, đống lửa lớn trong đêm đen tối mù, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Cách Cha Ná, ông nghĩ thế nào? Đống lửa lớn trong đêm đen tối mù hay ngôi sao mai trong sáng không mây vào lúc bình minh, giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, ngôi sao trong sáng không mây vào lúc bình minh, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Cách Cha Ná, ông nghĩ thế nào? Ngôi sao thái bạch, sao mai trong bầu trời trong sáng không mây, trong lúc bình minh hay là mặt trăng trong khi đứng bóng,
trong một bầu trời trong sáng không mây vào lúc nửa đêm, trong ngày Uposatha Bồ Tát vào ngày rằm giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc nửa đêm trong ngày Uposatha Bồ Tát vào ngày rằm, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát này các cha ná? Ông nghĩ thế nào mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc nửa đêm trong ngày Uposatha Bồ Tát vào ngày rằm, hay là mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc giữa trưa trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc giữa trưa trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn? Này các cha ná, hơn tất cả quan sát ấy có rất nhiều chư thiên mà ánh sáng của những mặt trăng mặt trời này không thể chiếu sáng. Ta biết những chư thiên ấy và ta không nói, không có một quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn quan sát ấy. Còn ông này các cha ná, ông lại nói, quan sát này thấp kém hơn, yếu đuối hơn, quan sát con sâu đơm đớm, quan sát ấy là tối thắng. Và ông không chỉ rõ quan sát ấy. 382. Tất cả dục lạc đều tương đối. Có cảnh dục thì sanh dục lạc, nhưng lạc thú thì cũng có cái này hơn cái kia theo tánh tương đối. Kinh văn này các cha ná, có năm dục trưởng dưỡng này, thế nào là năm? Các sắc có mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục hấp dẫn, do các tiếng do tai nhận thức, vân vân, các hương do mũi nhận thức, vân vân, các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các cha ná, những pháp này là năm dục trưởng dưỡng. Này các cha ná, lạc và hỷ nào khởi lên duyên với năm dục trưởng dưỡng này được gọi là dục lạc. Như vậy, bởi vì có dục nên có dục lạc. Từ nơi dục lạc, dục tối thượng lạc được gọi ở đây là tối thượng. Chú thích, theo sớ giải thì từ vận ca mắc gá xuất khá. Bản tiếng Việt dịch là dục lạc tối thượng, chỉ cho niết bàn, niết pa ná, là một cách dùng rất hiếm hoi trong kinh điển. Ở đây hàm ý là thứ hạnh phúc, xuất khá, vượt lên trên tất cả hạnh phúc khác. Tất nhiên chỉ là sự biểu đạt bằng ngôn ngữ hữu hạn. 383. Phản ứng của Quê Khách Xá Ná khi Đức Phật. Khi Đức Phật ngôn về đề cập tới dục lạc. Ban đầu vị này đặc biệt hoan hỷ khi nghe Đức Phật, có vẻ như đồng tình về hạnh phúc trong dục lạc. Kinh văn, được nghe như vậy, du sĩ Quê Khách Xá Ná bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama đã khéo nói như sau, bởi vì có dục nên có dục lạc, từ nói dục lạc, dục tối thượng lạc, được gọi ở đây là tối thượng. Nhưng Thế Tôn đã nói thêm về sự nhận hiểu rất cục bộ trong cái nhìn của Quê Khách Xá Ná, khiến vị này nổi nóng. Kinh văn, cái này thật khó cho ông có thể hiểu được, này các cha ná, về dục hay dục lạc hay dục tối thượng lạc, ông là người thuộc chấp kiến khác, thuộc cam nhẫn khác, thuộc mục đích khác, thuộc tu tập khác, thuộc đạo sư khác. Này các cha ná, nhưng đối với tỷ kheo là bậc A-la-hán, cầu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ kiết sự, hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, những vị ấy biết dục, dục lạc hay dục tối thượng lạc. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Quê Khách Xá Ná phẫn nộ và bất mãn, mắng nhiếc cả Thế Tôn, miệt thị cả Thế Tôn và nói, Sa-môn Gotama sẽ bị đọa lạc. Và du sĩ Quê Khách Xá Ná thưa Thế Tôn,
Nhưng như vậy ở đây có một số sa môn bà la môn không biết về quá khứ, không thấy về tương lai, nhưng các vị ấy tự cho sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, từ nay không trở lại đời sống này nữa. Lời nói như vậy của họ tự chứng tỏ là đáng cười, tự chứng tỏ là nói suông, tự chứng tỏ là trống không, tự chứng tỏ là hư vọng. Chú thích: trong lời nói trên, Quê Khách Sá Ná đã gián tiếp muốn bôi bác Đức Phật. Theo sớ giải thì Quê Khách Sá Ná vốn là người sống nặng về thị hiếu, nên bậc đạo sư đã đưa vị này về quan nhiều cảm xúc vui buồn trước lời khai thị sau cùng. 384. Thái độ của Đức Phật đã trước. Thái độ của Đức Phật trước những lời mỉa mai của Quê Khách Sát Ná. Trước hết, Ngài nói như sự đồng tình: kinh văn này các cha ná, những sa môn bà la môn nào không biết về quá khứ, không thấy được tương lai, nhưng tự là cho là ta biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui đời này nữa. Lời phủ nhận chỉ trích như vậy về họ là hợp pháp. Nhưng này các cha ná, hãy bỏ qua quá khứ, hãy bỏ qua tương lai, hãy đến người có trí, không gian trá, không xảo quyệt, trơn trực, và nói như sau: ta giảng dạy, ta thuyết pháp, nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình, như vậy thực sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc, chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh. Và Đức Thế Tôn cũng nói thêm: không phải tất cả sa môn đều như vậy. Kinh văn: ví như này các cha ná, một đứa trẻ bé nhỏ yếu ớt nằm ngửa, bị trói buộc nơi cổ với năm trói buộc, rất có thể làm bằng dây. Sau khi nó lớn lên, sau khi các căn nó thuần thục, nó được giải thoát khỏi các trói buộc ấy, khi không còn trói buộc nữa, nó biết ta đã được giải thoát. Cũng vậy này các cha ná, hãy đến người có trí, không gian trá, không xảo nguyệt, trơn trực, và nói như sau: ta giảng dạy, ta thuyết pháp, nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình, như vậy thực sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh. 385. Quê Khách Ná Xá nhờ tìm sự nương tựa ở Tam Bảo. Vị này đã nhận ra những khiếm khuyết căn bản trong quan niệm và cuộc sống của mình, nên phát tâm quy ngưỡng Tam Bảo, trở thành cư sĩ đệ tử Phật. Kinh văn: khi được nghe nói như vậy, du sĩ Quê Khách Ná Xá bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai Tôn giả Gotama, thật vi diệu thai Tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ Kheo Tăng. Xin Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung. Mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Tham Ma. Dạ. Một sơ khai giả, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Tâm Minh Hạnh, để được tự trì sinh nguyện thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Cảm ơn cô Phong Lan và đọc bài hôm nay. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 80, bài kinh Quê Khách Ná Xá. Trong cái phần nội dung của bài kinh này cũng đã nghe đọc phần chánh kinh.
Ở đây đó là nói đến một cái tên của bài kinh, là nói đến một cái tên của một nhân vật du sĩ, đạo sĩ, tên là Quê Khanasa. Thì vị du sĩ này đó thì có cái quan điểm để đến để gặp Đức Phật, nói lên cái quan điểm của mình. Và ở đây đó là theo cái du sĩ Quê Khanasa này đó, là cho rằng là sắc là tối thượng hơn hết. Bởi vì chúng ta biết rằng là sắc thinh hương vị xúc, hay là sắc thọ tưởng hành thức, thì khi mà nói sắc thọ tưởng hành thức thì là nói đến năm quận. Nói sắc thinh hương vị xúc là nói đến các cái giác quan của chúng ta, tức là cảnh sắc là con mắt thì thấy cảnh sắc, tai thì nghe cảnh thinh, mũi thì ngửi mùi cảnh khí, lưỡi thì nếm cảnh vị, và thân thì xúc chạm. Thì theo quan điểm của Quê Khanasa này đó, là cho rằng cái cảnh sắc là tối thượng. Bởi vì ông nghĩ rằng chính cái sắc này đó, từ đó đó dục khởi lên, và do đó thì ông cho rằng là sắc là tối thượng. Khi nói như vậy đó, thì Đức Phật hỏi rằng sắc là tối thượng, thì cái sắc đó là vậy, như vậy thì những cái sắc khác không có cái sắc nào hơn cái sắc đó hay sao mà ông cho rằng cảnh sắc là tối thượng? Trong khi các cái giác quan của chúng ta thì mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, lưỡi nếm cảnh vị, và thân xúc chạm. Thì khi mà ông nói rằng sắc, cảnh sắc là tối thượng, thì điều mà ông suy nghĩ, cái quan điểm của ông á, mình cho rằng là cảnh sắc là tối thượng, thì Đức Phật hỏi rằng nếu mà là tối thượng thì không có một cái gì hơn cái cảnh sắc đó hay sao? Thì ông cho rằng như vậy, nhưng mà sự thật ra thì không phải như vậy. Do đó thì Đức Phật ngài ví dụ giống như là một cái hình ảnh mà Đức Phật ngài ví dụ ở đây là giống như là một cái chàng thanh niên mà quen với cái người bạn gái của mình như vậy, không biết màu, không biết tướng đi, rồi sắc diện màu da ra sao, không biết giai cấp ra sao. Giống như bên ngoài mà người ta nói rằng ít ra thì cũng phải biết cái hình tướng của cái người mà mình quen, hay là cái gia phả dòng họ của người đó ra sao, thì mình ít ra cũng phải biết cái người đó ra sao, để rồi là mình có thể quen với người đó. Thì cái người ông quê du sĩ Quê Khanasa này đó cho rằng là nó là không biết, không biết. Thì ở đây Đức Phật ngài ví dụ như vậy để cho thấy rằng là ông nói như những điều đó thì nó không có một cái cơ sở đứng vững, cũng như là một trong những cái nói chung chung, chứ không thể nào nói rõ ràng ở trong cái những điều cần phải rõ ràng. Cái thứ hai nữa là Đức Phật ngài nói về cái ví dụ nữa, đó là cái ánh sáng của từ con đom đóm. Ông nói rằng cái ánh sáng là con đom đóm, ánh sáng nhất rồi đó, không có gì sáng. Thì rõ ràng là ánh sáng đom đóm so với cái ánh sáng của một cây đèn, cái ánh sáng của đèn dầu á, thì rõ ràng là con đom đóm nó không có sáng bằng cái đèn dầu. Và nếu mà nói rằng ánh sáng của đèn dầu là nhất thì cũng không phải, cũng không phải. Nói rằng là ánh sáng của cái đèn dầu là nhất thì cũng không phải. Cho nên là cái ánh sáng của từ ở cái ánh sao của sao mai vừa mọc thì nó có lẽ là sáng hơn cái đèn dầu. Rồi ánh sáng cái đèn dầu thì nó cũng không có sáng hơn cái đống lửa. Cái đống lửa nó sáng hơn là cái đèn dầu.
Nếu mà ai đốt cái đống lửa thì có lẽ là nó sáng, rất là sáng. Rồi ánh sáng của đống lửa nó cũng không sáng bằng so với lại cái ánh sáng của ánh sao mai, bắt đầu mọc của ban mai. Rồi ánh sao mai đó vừa mọc, sao mai đó dù nó có sáng cỡ nào đi nữa thì cũng không khoảng là không thể sáng bằng mặt trời của ánh bình minh. Hoặc là ánh sáng của bình minh, mặt trời mới vừa ló dạng đó, thì nó không sáng bằng cái mặt trời của ban ban trưa. Thì ở đây nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái sự tương, cái tính tương đối của mỗi mỗi sự việc, mỗi sự việc. Và Đức Phật ngày đưa ra những cái ví dụ như vậy để thấy rằng là không có một cái gì đó là tuyệt đối nhất ở trong đó, như mà là cái quan điểm của Vesanasa, Vekhanasa này. Ông cho rằng sắc đó là nhất. Thì sự thật ra đó là khi chúng ta nhìn lại ở căn và cảnh của chúng ta đó, thì khi mà căn và cảnh chúng ta tiếp xúc với, căn chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, và do có chúng ta có phiền não, có phiền não, có tham, có sân, có si, cho nên là khi mà căn tiếp xúc với cái trần cảnh đó, thì từ đó dục nó khởi lên. Vì dục khởi lên đó, cho nên là mình thấy cái gì nó cũng là khả lạc, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái ở trong đó hết á. Như Đức Phật ngài nói rằng, ngài nói rằng là nếu mà mình thấy cái gì mà khả lạc qua mắt thấy, hay là tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm á, mà mình thấy cái đó là khả lạc, khả ý, khả hỷ, khả ái á, thì cái phiền não tham ái dính mặt mình trong đó nó sanh khởi lên, nó sẽ sanh khởi lên. Ví dụ như chúng ta thấy rằng con mắt nó cũng chỉ là mắt thôi nha. Con mắt của chúng ta chỉ là nhãn vật, nhãn vật. Và khi con mắt của chúng ta nó có đủ các cái hệ thần kinh á, có điều kiện yếu tố để hỗ trợ cho cái sự thấy đó. Thí dụ như có ánh sáng chúng ta mới thấy được nè, còn trong bóng tối chúng ta không thấy được. Rồi phải có cái khoảng cách của từ ở con mắt của chúng ta đến cái cảnh mà chúng ta thấy, dù là cái không gian nó có hẹp hay là rộng đi nữa thì nó phải có cái khoảng không gian đó chúng ta mới thấy. Rồi chúng ta mới có thể có cái sự chú ý thì chúng ta mới có thể thấy được. Còn nếu chúng ta không có sự chú ý thì chúng ta không thể thấy được. Cho nên những cái yếu tố đó là những cái yếu tố hỗ trợ cho. Nhưng mà căn á, là chính là con mắt. Mắt á, cảnh sắc á, là để cái cảnh mà cho chúng ta thấy, mắt chúng ta thấy. Rồi tâm chúng ta nương gá vào con mắt của chúng ta để hình thành được cái sự thấy. Mình thấy mình cho rằng cái đó là khả ý, khả ái, khả lạc, khả hỷ đó. Thì từ đó cái tham tâm của mình dục khởi lên, cái tham dục nó sinh khởi lên, tham dục sinh khởi lên. Cho nên có nhiều người á, thì nếu mà nhìn cảnh vật á, thì chúng ta thấy rằng cảnh vật thì chúng ta nhìn vào thì có nhiều người thì thích cái cảnh nó đẹp, nhiều khi rồi người thì thích cái cảnh sắc xung quanh của mình, nơi mình ở phải có cây cối hoa lá, rồi phải có ao hồ, có những cái gì mà trong cái suy nghĩ của chính mình nghĩ cái đó là tốt nhất, cho nên là mình cho nó là khả ái, cho nó là khả lạc, hay là cho nó là khả hỷ. Thì từ đó cái dục phiền não nó sẽ lên. Khi chúng ta muốn nhìn cái cảnh đó, muốn nhìn cái cảnh để thấy cái cảnh đó, để chúng ta hưởng thụ cảnh đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà mình sống ở trong một cái cuộc sống bình thường thì có lẽ là mình cũng chẳng ý để ý cái cảnh đó làm gì. Nhưng mà có một người lại thích thú ở trong những cái cảnh, cái cảnh mà mắt mình thấy. Ví dụ như có những người thì thích những cái căn nhà nho nhỏ ở ngoại ô, rồi có cây cối vườn tựa, rồi có hoa lá cỏ đá, thì khi mà mình nhìn vô cảnh đó tẩm như mình thích, thích cho nên là mình tìm đến cái cảnh đó để mà mình ở gần cái cảnh đó, để mình nhắc mắt mình hàng ngày nhìn vô cái cảnh đó. Cho nên ở đó nó khiến cho cái dục tham của mình nó sanh khởi lên. Mặc dù cái dục tham này nó không phải là cái gì mà tội lỗi lớn lắm, không phải,
không phải là tội lỗi, nhưng mà do cái tâm của mình đắm nhiễm dính ở trong đó, thích thú ở trong đó, thích thú trong đó rồi dính mặt ở trong đó, đi tìm cảnh đó để dính mặt. Rồi hoặc như là một người nam, người nữ gì đó, người khác phái nhìn vô. Con mắt của chúng ta thì người ta nói là mắt là con mắt là cửa sổ của tâm hồn, của tâm hồn. Thì ý nó là con mắt chúng ta nhìn vào thì cái cảnh sắc đó, có những người đó chúng ta thấy rằng cảnh sắc đối với người nam, người nữ, mình đắm nhiễm ở trong đó, thì đó là cái sự dính mắc và dục tham từ đó nó khởi lên. Rồi có những người đó quý vị thấy rằng đối với cái hình thái thì nó không quan trọng, đối với cái cảnh sắc thì không quan trọng lắm, nhưng mà có người lại thích nghe cái âm thanh. Có, mình nói ở đây không có nghĩa là cái này là hơn cái kia, nhưng mà tùy vào cái tâm của mình, khi mà mình dính mắc ở chỗ cảnh nào đó, cái tâm của mình dính mắc cảnh nào đó, nương gá vào trong các cái giác quan của mình, tâm mà nương gá vào các cái giác quan của mình, thí dụ như tâm nhãn thức thì nương vào con mắt để thấy cảnh sắc, tâm nhĩ thức thì nương gá vào cái tai của chúng ta để biết được cái cảnh tinh, thấy được, nghe được cái âm thanh. Rồi tâm tỷ thức thì nương gá vào trong cái lỗ mũi để biết được cái cảnh hương, cảnh khí đó. Rồi tâm chúng ta nương gá vào trong cái lưỡi để biết được các cái thức ăn ngọt ngon, ngọt ngụt bùi, béo mặn gì đó thì chúng ta biết. Hoặc là tâm nương gá vào thân của chúng ta biết được cái cảnh xúc. Thì như vậy đó, thì quan trọng là cái tâm của mình. Thì khi mà tâm mà dính mắc ở trong chỗ nào thiền não từ đó nó khởi lên. Có những người đó tuy là họ không thích, có những người rất là thích về sắc đẹp, thí dụ vậy, sắc đẹp của cảnh vật xung quanh, hay là sắc đẹp của nam nữ, của những người khác phái, thì họ dính mắc vô đó. Rồi có người thì không quan trọng về sắc đẹp lắm, nhưng mà họ quan trọng về cái âm thanh, họ bị dính mắc trong cái âm thanh nào đó. Ví dụ như họ tình cờ họ đi ngang qua, họ nghe một cái bản nhạc, hay là một cái bản hòa tấu của tiếng sáo, tiếng đàn, vân vân, thì tự động họ thích họ tìm kiếm được những cái cảnh đó. Tuy là những cái cảnh đó nó không phải là cái gì tội lỗi, nhưng mà tâm của mình dính mắc vô trong đó, dính mắc rồi từ đó rồi mình có những cái động thái, từ lời nói, hành động rồi dính mắc vô trong đó, thì cái phiền não nó nương vào đó để nó sanh khởi. Cho nên là Đức Phật ngày dạy đó là dục đó, cái vị ngọt của dục, vị ngọt của dục là vậy đó, là sao, là chúng ta vẫn nghe âm thanh nó vẫn thích, hoặc là chúng ta thấy cảnh sắc chúng ta thấy vẫn là đẹp đó, cảnh sắc là chúng ta đẹp, hoặc là thấy người nào đó thì chúng ta thấy là đẹp đó, hoặc là có người ấy thì ngửi cái mùi nước hoa, hay là ngửi cái mùi của hoa, hay là ngửi cái mùi của một cái gì đó thì chúng ta cảm thấy nó thích thú, thì thích thú lại đi tìm cái đó. Cho nên là chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng này, có những người họ thích cái mùi nước hoa là gì đó của Chanel hay là cái gì, ví dụ vậy, thì tự động họ đi tìm cái loại nước hoa đó, cái nước hoa đó, cho nên là họ dính mắt, họ nghe tới cái mùi nước hoa đó làm khởi cái tâm đắm nhiễm dính mắt vô trong đó. Rồi cả cái thức ăn cũng vậy, cảnh vị của chúng ta cũng vậy. Có những người thì ăn sao để no thôi, ăn sao cũng được, ăn sao cũng được, miễn sao no thôi. Dạ, cũng thì thức ăn cũng đơn thuần là cũng có, như người Việt Nam thì có cơm canh bánh trái gì cũng là xong, nhưng mà có người thì ăn phải đòi hỏi phải cái này mới là ăn, cái này cái kia mới là ăn, có cái nọ mới là ăn, thì như đó đó, thế đó đó mới là cái sự dính mắc đó, đó là sự dính mắc. Cho nên là Phật dạy ở trong kinh, Phật dạy gọi là mình tri túc hay là thiểu dục, tri túc thiểu dục, hay hoặc là biết tri độ ở trong vật thực, biết dừa chừng ở trong vật thực.
Tức là để rồi một cái hạnh dễ nuôi của một vị tỳ kheo là sao phải cũng phải sống được, sao cũng phải sống được. Tức là người ta cho mình ăn cái gì, dùng cái gì thì mình cũng phải dùng cái đó, không phải đòi hỏi. Còn người đời ấy, thì cái người ngoài thì họ khác, họ nghĩ khác. Họ nghĩ ăn là phải thưởng thức, ăn phải là như thế này, phải có cái đó mới ăn, không có cái đó là không ăn được, vân vân. Thì chính vì vậy cho nên là họ tự làm khó nhỏ. Vì vậy cho nên Phật dạy rằng là cái hạnh dễ nuôi là những cái yếu tố của chánh pháp. Cái yếu tố của chánh pháp. Bởi vì hạnh dễ nuôi là vừa là thứ là thứ nhất là tạo cái sự an lạc cho mình, để mà mình dễ dàng cho cái việc tu tập cho chính mình. Cái thứ hai nữa là tạo nên cái sự dễ dàng cho những người hộ độ mình. Thì cái người hộ độ mình là người ta, mình biết rằng ngày xưa đó thì chư tăng du khương đây đó, cho nên là chúng ta biết rằng nội là cái vật thực của mỗi gia đình nó cũng là mỗi khác rồi, khẩu vị của mỗi gia đình nó cũng là mỗi khác, mỗi nhà nó mỗi khác rồi, chứ đừng nói tới là mỗi địa phương, mỗi cái địa phương. Cho nên chư tăng ngày xưa đi du khương đây đó, rày đây mai đó, thì những người đàn tính họ cũng dường chi đó, thì chư tăng cũng phải dùng đó. Đó là một trong những cái điều mà mình gọi là dễ nuôi, là một trong những cái tiêu chí của chánh pháp, tiêu chí của chánh pháp. Vì vậy rồi bây giờ nói đến cái điều nữa đó là khi mà nói đến cái sự xúc chạm cũng vậy, tùy vào mình. Chúng ta có cái hệ thần kinh đó, thì chúng ta biết nóng biết lạnh, biết êm ấm hay là thô kệch, chúng ta biết chứ không phải là không biết. Nhưng mà tâm của mình đó, khi mà mình thích những cái điều đó, có những người đó chúng ta thấy rằng họ ngủ đó, thì đòi hỏi phải có cái gối ôm thì người ta mới ngủ được. Có những người thì không cần phải gối ôm, có những người thì ngủ cần phải có dường niệm mới ngủ được, còn có những người quen thì cũng chỉ là ngủ một cái tâm đơn tâm phản bình thường ấy, thì họ cũng đã ngủ được. Thì do cái thói quen của mình, cái thói quen đó nó tạo nên cái sở thích, và cái sở thích đó nó dẫn đến cái sự dính mắc của chính mình, thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng nó tự khó cho chính mình. Cho nên ở đây đó, khi mà mình nói đến các giác quan, Đức Phật ngài nói có cái vị ngọt của nó. Vị ngọt là khi mà mình xúc chạm, mình hưởng thụ những cái cảnh đó, nó có vị ngọt của nó. Nhưng mà nó có cái sự nguy hiểm. Đức Phật cũng có dạy cho chúng ta về cái sự nguy hiểm. Thì cái sự nguy hiểm ở đây đó là tâm của mình bị dính mắc ở trầm, và mọi cái sự biến đổi, thay đổi đó, nó cũng là sự nguy hiểm. Bởi vì không có cái cảnh nào mà nó bền lâu cho chính mình. Mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm đó. Nói như vậy đó thì cái ý mình suy nghĩ thì từ đó cái phiền não nó sanh khởi lên, tức là cái dục tham nó sanh khởi lên. Nhưng mà cái người tu á, tức là Đức Phật dạy là biết được cái mối nguy hiểm của nó. Nguy hiểm ở đây đó là khi mà tâm dính mắc vô đó, nó trở thành một cái sự trói buộc, sự trói buộc. Cái người tu phải nhận thấy như vậy. Rồi các cái cảnh cũng vậy, nó không bao giờ bền vững, bền chắc, nó có sự thay đổi, chứ không thể nào mà nó không có cái sự không thay đổi hết, mà nó là có cái sự thay đổi, mà trong trong đạo Phật gọi đó là vô thường, tức là sự biến đổi vô thường đó. Thì khi mà mình biết được cái biến đổi vô thường đó, thì cái điều đó chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của nó, thấy sự nguy hiểm đó. Và từ cái điều nữa là Đức Phật ngài dạy rằng cái vật cánh vật về cái sự biến đổi vô thường đó, vì có sự biến đổi vô thường đó cho nên cái cảnh sắc đó nó cũng phải thay đổi. Thí dụ như về con người thì chúng ta sẽ thấy là già nua bệnh hoạn chết chóc, rồi thấy cái cảnh vật nó biến đổi, nó cũng là biến đổi, cho nên là vật đổi sao dời mà cây cối hoa lá, núi non sông hồ ao rạch gì đó, nhà cửa gì đó thì nó cũng phải thay đổi thôi. Cho nên là cái mà mình nghĩ rằng cái đó nó hằng còn như mình, cho nên là mình đắm nhiễm dính mắc.
Chứ còn nghĩ nó là cái sự biến đổi thì không có cái gì hết á, không có cái gì mà bền chắc ở trong đó. Cho nên Phật dạy cái sự nguy hiểm, rồi Phật dạy rằng cái sự xuất ly. Xuất ly để chúng ta thấy rằng vạn vật nó đều biến đổi. Vạn vật, cái vạn vật nó đều biến đổi, là có những điều đó, nó về hình sắc nó cũng phải là bất tịnh, rồi nó sẽ biến đổi, rồi chúng ta không có dính mắt ở trong cái đó, vượt ra. Ví dụ như mắt cứ chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, thì chúng ta cũng vẫn biết như vậy, chứ không đừng để tâm của mình dính mắt. Như là Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy rằng chỉ có sự thấy chứ không có người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có người nghe, chỉ có sự ngửi chứ không phải có người ngửi, chỉ có sự nếm chứ không có người nếm, chỉ có sự xúc chạm chứ không có người xúc chạm. Thì cái mà chúng ta dính mắt vô là nói tôi hưởng thụ cái này, tôi thích thú cái này, tôi chán ghét cái này nè, thì từ đó mình sinh ra những cái trạng thái ở nội tâm, trạng thái phản ứng ở nội tâm là ưa thích hay là chán ghét, mà thường thường đó là trong cái sự ưa thích. Cho nên đó, ở đây đó là nói đến các cái giác quan khi tiếp xúc về các cái trần cảnh. Thì ở đây Đức Phật, khi mà Đức Phật Ngài nói đến những các cái giác tiếp xúc như vậy đó, thì có lẽ là du sĩ Wekanasa này đó cứ nghĩ rằng Đức Phật đồng với quan điểm của chính mình. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng là cái người mà biết về quá khứ, biết về hiện tại và vị lai, ở đây đó là biết về những cái gì. Chúng ta biết rằng sở dĩ chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi đó, thì đó là do phiền não, do nghiệp chúng ta tạo ra. Và khi có các căn thì tiếp xúc với các trần cảnh, và đời sống luân hồi thì nó có dài. Và theo ngoại đạo thì quê Khá Ná Xá này đó cứ nghĩ rằng là những người mà biết về những điều đó đó là những vị mà thành tựu trên con đường phạm hạnh này, hay hoặc là đi trọn vẹn cái con đường phạm hạnh này. Sự thật ra thì ở đây đó quý vị thấy rằng là với một cái người, chúng ta thấy là phiền não nó có thể là do quá khứ mang lại, nhưng mà cũng là do hiện tại. Hiện tại ở đây đó, quá khứ đó, là chúng ta có tha mái, có vô minh, có chấp thủ, cho nên là có những điều đó. Rồi khi mà có những điều đó, đó thì cho nên là khiến cho chúng ta phải có mắt, tai, mũi, lưỡi để tiếp xúc với các trần cảnh. Nhưng mà chúng ta không biết để mà chúng ta thu thúc đó, chúng ta nhìn về sự thật của những cái sự thấy của chúng ta đó, hay nghe ngửi nếm đụng đó, chúng ta không có trực biết về những cái sự rõ ràng về các cái căn cảnh đó, đó thì phiền não dựa trên đó mà sanh khởi. Như vậy đó thì một người mà biết tu tập rồi một người nhìn thấy rằng là hả, căn tiếp xúc với các trần cảnh thì mình chỉ biết là ở căn, mắt mình nhìn thấy cảnh sắc vậy, tai của mình nghe âm thanh vậy, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm cảnh vậy, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi, biết như vậy thôi, chứ không thể để cho cái tâm của mình nó dính mắc như vậy. Vậy như vậy thì ở đây đó, trong mọi các cái giác quan của chúng ta mà nhìn thấy cái cảnh, mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, ngửi mũi ngửi mùi, lưỡi nếm cảnh vị, thân xúc chạm đó, thì cái đó nó cũng chỉ là tương đối, không có cái gì là nhất hết đấy, không có cái gì là duy nhất, không có gì là đặc biệt hơn hết, bởi vì tùy vào mỗi các cái giác quan, và mỗi cái giác quan thì nó có một cái chức năng khác nhau. Thí dụ mắt thì chỉ có nhiệm vụ thấy cảnh sắc, tâm nương gá vào nhãn vật của chúng ta, rồi do những cái điều kiện hoặc yếu tố hỗ trợ cho để chúng ta hình thành được sự thấy. Rồi tâm nương gá vào tai của chúng ta để nghe âm thanh,
tâm nương gái vào mũi chúng ta để biết được cái cảnh khí, cảnh nương. Hoặc là tâm nương gá vào lưỡi chúng ta biết được cảnh vị, rồi tâm nương gá vào thân của chúng ta để biết được cảnh xúc. Thì tùy vào mỗi cái giác quan, thì khi trong trường hợp nào, trong mỗi trường hợp, nếu tâm mình đắm nhiễm bởi giác quan nào, thì chính cái đó nó phiền não nó sanh khởi lên. Mắt thấy cảnh sắc ái nhiễm, hay là tai nghe âm thanh ái nhiễm, mũi ngửi cảnh hương thì ái nhiễm, hoặc là lưỡi ăn thức ăn, nếm cảnh vị thức ăn, thức uống gì đó, dính mắt vô đó, ái nhiễm vô đó, rồi thân xúc chạm là ái nhiễm. Thì cái đó nó phiền não dựa vào đó mà nó sanh khởi. Cho nên nó không có cái gì gọi là duy nhất. Vì vậy cho nên là ở đây trong các cái giác quan á, thì chúng ta thấy rằng nó chỉ là một cái pháp tương đối mà thôi. Hả, có căn thì tiếp xúc với trần cảnh, thức sanh khởi dựa vô trong căn đó để biết được cái cảnh đó. Cho nên là có người thì thích thấy, có người thì thích ăn, có người thích nghe, có người thích nếm, có người thích xúc chạm. Cái thích thú đó đó thì phải nói rằng cái điều đó là ái nhiễm nó sanh khởi. Cho nên là không có cái gì mình ái nhiễm ở căn nào, ở trường hợp nào thì phiền não ở chỗ đó nó sanh khởi, chứ không có một cái gì mà gọi là nhất ở chỗ đó. Vì vậy cho nên là nếu mà nói đến cái tính tương đối của các cái giác quan á, thì ở đây đó là dục lạc á, nó sanh khởi từ ở đó. Cho nên là phiền não á, chúng ta thấy rằng là nó đeo đẳng trong suốt quá trình sanh tử luân hồi của mình. Nó có thể là do quá khứ, rồi ở hiện tại dựa trên đó mà sanh khởi. Nếu chúng ta không có tu tập, không có phản tỉnh, hay là không có chánh niệm, thì có lẽ là chúng ta cũng không có thể nào điều chế được cái tâm. Và Đức Phật Ngài nói dục nó có cái vị ngọt của nó, nó có cái sự nguy hiểm của nó, rồi nó có cái sự xuất ly của nó. Sự xuất ly ở đây đó là mình biết phản tỉnh, mình biết là khi mà các căn của mình tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, thì thức sanh khởi. Và do khi mà cái tâm của mình không có tu tập, không có thu thúc đó, thì phiền não dựa vào đó sanh khởi. Dựa vào căn nào thì phiền não dựa vào căn nào sanh khởi, thì chúng ta thấy rằng đắm nhiễm vô trong đó. Cho nên là không có một cái nào gọi là duy nhất, đặc biệt nhất, mà ở đó đó nó cũng chẳng qua là các căn tiếp xúc với các cái trần cảnh rồi thức sanh khởi. Mà nếu thức sanh khởi mà không có cái sự quân tu, không có sự chánh niệm, thì phiền não dựa vào đó mà sanh khởi. Cho nên nếu một người nặng về sắc, với sắc dục, thì họ bị dính mắc ở trong sắc dục. Rồi có người thì bị dính mắc ở trong cái gọi là thinh dục, thì họ bị trói buộc ở trong thinh dục. Rồi khí dục, vị dục, và là xúc dục, thì những cái phiền não dựa trên các cái căn mà sanh khởi, rồi là phiền não dựa đó sanh khởi thôi. Như vậy thì ở đây đó, với một cái chúng ta sống trong cuộc đời này đó, đặc biệt là sanh ở trong cõi dục đó, thì lấy dục làm cái sự trưởng dưỡng, lấy dục làm cái sự thụ hưởng. Nhưng mà với một cái người tu tập ở trong Phật Pháp đó, thì chúng ta không có một cái gì gọi là thụ hưởng ở trong đó, mà luôn luôn thấy rằng là căn cảnh thức sanh khởi lên. Chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta hãy thấy được cái sự nguy hiểm của nó, rồi thấy sự nguy hiểm trong ngũ dục, để rồi từ đó chúng ta mới có thể là tìm cách tu tập để xuất ly các cái dục, tức là không bị đắm nhiễm trong sắc thinh hương vị xúc. Bởi đắm nhiễm ở đâu thì mình bị trói buộc ở đó. Như là cái điều mà ví dụ là cái đứa trẻ mà bị những cái sợi dây, năm cái sợi dây trói buộc ở trong người như vậy, đến khi sau khi này mà nó trưởng thành, nó lớn lên rồi, nó vượt ra khỏi, rồi nó dùng dãy ra khỏi năm cái sợi dây đó đó,
thì giống như là một cái người mà tu tập và đạt được cái sự an lạc giải thoát vậy đó, không bị những cái sự đó, tức là không bị các cái căn cặn trần hay là phiền não nó sanh khởi từ ở các căn trần của mình, nó vượt ra khỏi, tức là không bị năm cái sợi dây đó trói buộc. Đó là cái thái độ tu hành, cái thái độ tu tập của một cái người tu Phật ở trong Phật giáo là như vậy. Bởi vì phiền não cũng từ trong đó, từ ở trong các cái căn mà sanh khởi lên. Mà mình tu tập á, cũng có nghĩa là tu tập từ ở các cái căn của mình. Như là mình có cái sự quán chiếu, có cái sự thu thúc. Một là mình có cái sự suy xét. Mình có cái sự suy xét. Suy xét bây giờ là cái cảnh này đó, nó cũng đều là vô thường. Các cái cảnh này nó cũng có thể là bất tịnh. Và các cái cảnh này nó cũng là thể biến đổi. Rồi là căn cảnh và thức mà hợp mặt nhau thì ở đó là sự giao thoa giữa căn và cảnh, gọi là xúc. Và khi đó, đó là chúng ta sinh ra các cái cảm thọ từ cái gì có xúc đó. Cho nên là khi mà nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc sanh khởi lên, thì nếu mà tâm không có thu thúc tu tập đó, thì phiền não dựa vào đó sanh khởi, ái nhiễm trong đó. Cho nên thấy cái đó đó là khả ái, khả lạc, khả hỷ, vân vân. Khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, vân vân. Thì khi đó phiền não nó sanh khởi. Nhưng mà cái người tu thì thấy căn tiếp xúc với các cái trần cảnh cũng chẳng qua là căn với tiếp xúc với trần cảnh. Cho nên thấy được cái sự biến đổi vô thường, thấy được sự khổ, sự nóng nại, sự bức bách của sự khổ khi mắt thấy, nhìn thấy cảnh đó. Đó là như vậy. Hay là thai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm cảnh vị. Cho nên là ở đây khi mà Đức Phật Ngài nói đến những cái sự tương đối của những điều đó, tức là tương đối của các giác quan tiếp xúc với các cái trần cảnh. Cho nên ở đây đó, cái quan trọng nhất là khi căn tiếp xúc với trần cảnh thì thấy được cái sự xuất ly, tức là mình tu tập để rồi không bị đắm nhiễm ở trong đó, không đắm nhiễm bởi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm. Thì từ đó cái người đó gọi là có sự thu thúc, hay là có sự tu tập, hay là có sự xuất ly đối với năm trần cảnh. Thì khi mà Đức Phật Ngài giảng về những điều này đó, thì khi mà du sĩ Quê Khánh Ách Xá này đó, nghe được như vậy, cho nên rất là hoan hỷ. Cho nên là với cái tâm mình khoát nguyện mong muốn mình tìm cái chỗ nương tựa từ nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Cho nên là du sĩ Quê Khánh Ách Xá này đó tìm đến Quy Y Tam Bảo, nghĩ rằng một người mà như là Đức Phật đã là đã đem ánh sáng vô trong bóng tối, rồi dựng lại những cái gì vật ngã xuống. Và từ đó, đó là du sĩ Quê Khánh Ách Xá này đó tỉnh ngộ, hướng về Tam Bảo, quy ngưỡng với Tam Bảo, nguyện trọn đời đó sẽ trở thành một vị đệ tử của Đức Phật từ nay cho đến trọn đời. Đó là một trong những cái nội dung của bài kinh. Thì ở đây là nói đến cái nội dung của bài kinh, đó là khi mà Sunakkhata Quê Khánh Ách Xá này đó cho rằng là sắc là một cái gì đó tối thượng, không có cái gì tối thượng hơn. Thì khi Đức Phật Ngài hỏi về cái tại sao gọi là sắc là tối thượng, thì ông nói rằng không có cái sắc nào tối thượng hơn nữa, cho nên gọi đó là sắc tối thượng. Thì cái sự giải thích của ông đó, là sự giải thích nó mù mờ, không rõ ràng. Và do đó thì Đức Phật Ngài mới đặt ra những cái ví dụ về những cái điều mà Đức Phật Ngài nói đến các cái giác quan tiếp xúc về các cái trần cảnh như là một trong những cái gì phải nhận thức rõ về sắc, rồi về thọ tưởng hành thức, hay về là sắc thinh hương vị xúc, phải thấy rõ, biết rõ như vậy để rồi từ đó mới rút ra được một cái điều tu tập cho chính mình. Đó là gì? Hãy nhìn cái cảnh sắc xem như là
các căn tiếp xúc với trần cảnh cũng chỉ là sự tương đối, và chỉ có cái sự thấy chứ không phải là có cái người thấy để dính mặt vô đó. Nghe, ngửi, nếm, đụng gì cũng là một cái sự giao thoa giữa căn và cảnh. Cái quan trọng là khi căn tiếp xúc với các trần cảnh, đừng để cho cái tham dục, hỷ tham, khả hỷ, khả ái, khả lạc sanh khởi lên, thì phiền não dựa vô đó sanh khởi. Vì vậy cho cái người tu thì khác cái việc đó, tức là có cái sự quán chiếu, có cái sự chánh niệm phản tỉnh là chính mình, thì như vậy đó thì cái phiền não nó có thể ngăn ngừa không sanh khởi từ đó. Thì chúng tôi xin có cái giải cái lời để chia sẻ cái câu hỏi, cái bài học hôm nay với bấy nhiêu lời, có lẽ là còn nhiều cái ý liên quan đến cái bài học hôm nay, để dành thời gian còn lại thì chư tăng thảo luận tiếp. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Gia. Sa thú kính trình thượng tọa Pháp Tăng. Bạch thượng tọa, Pháp Tăng không biết thượng tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp đang nghe được, xin kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có nghe được? Dạ vâng. Thưa Pháp Đăng, cái nhìn của chúng ta trong đời sống là chúng ta hay nghĩ đến gì nó cực điểm, cao độ, như cái đó ngon tuyệt, hay nhất, đẹp nhất. Nhưng mà khi ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên nhìn sắc thân khí, sắc thân hương vị xúc ấy, nó mang tính tương đối thôi, mang tính đối đãi thôi. Thì nhìn mọi sự vật với tất cả là tương đối đó, nó có tác dụng gì đối với đời sống của chúng ta, đời sống hàng ngày? Xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính anh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính anh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào quý bài cô tu nữ, tăng trà Phật tử. Thì nếu mà chúng ta nhận thức sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đều là tương đối thì có tác dụng gì với đời sống? Bởi vì chúng ta biết rằng thật sự đó thì chúng ta biết rằng dù bất cứ cái gì nó cũng đều biến đổi hết. Mà chúng ta thử nghe coi cái câu chuyện của Đức Vua Manh Thát Tú, tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Thì quý vị biết rằng Đức Vua Manh Thát Tú đó thì sanh trong cái thời kỳ đó, và Ngài có rất là nhiều phước. Ngài dỗ tai ngọc ngà châu báu ở trân châu đó rớt xuống tới cả đầu gối như vậy. Nhưng mà rồi mới đầu thì cái tâm nó hưng phấn, nhưng mà hoài làm hoài thì nó cũng thường thôi. Nên nhiều khi mình cứ nghĩ rằng vàng nó là quý hay là ngọc nó là quý. Nhưng mà nếu đất này nó thành là ngọc, thành là vàng thôi thì nó cũng không có quý nữa quý vị. Và thường thường thì chúng ta vẫn biết rằng mắt chúng ta nhìn cái gì đó, hay là chúng ta ăn cái gì đó, chúng ta nói ngon. Nhưng mà chúng ta ăn chỉ một lần thôi, khi cơ thể chúng ta thiếu. Nhưng mà khi cơ thể chúng ta dư cái chất đó rồi, chúng ta nhìn cái chất đó chúng ta muốn ói. Chúng ta cứ để ý như là một đứa nhỏ mà nó muốn ăn cái gì mà cha mẹ nó phạt nó ăn cái đó một hồi thì nó cũng hơi ói ra thôi. Dù là chúng ta nghe những cái câu chuyện đó, thí dụ như một cái câu chuyện mà người phụ nữ đó, khi mà nhìn ai đó, người ta đều mất tự chủ hết. Mất tự chủ hết. Nhưng mà thật sự ra khi mới nhìn đó, thì nó có mãnh lực như vậy. Nhưng mà nhìn quen rồi nó cũng bình thường thôi quý vị. Chúng ta thấy rằng cái mắt chúng ta đó, bởi vậy từ cái thọ hỷ nó cũng vô thường nên nó trở thành thọ xả. Dù là thọ lạc nhưng nó cũng vô thường, nó cũng trở thành thọ xả.
Ví dụ chúng ta thấy rằng chúng ta có thọ khổ đó, là lúc mà chúng ta bị nhức răng đau đầu. Nhưng mà bình thường đó, chúng ta không có bị nhức răng đau đầu, chúng ta thọ lạc. Nhưng mà chúng ta có thấy lạc không? Thật sự chúng ta không thấy lạc. Nhưng mà khi nhức đầu, nhức răng thì chúng ta thấy khổ. Nhưng mà bình thường không có nhức đầu, nhức răng là lạc mà chúng ta không thấy. Nên thường thường ở trong vi diệu pháp nó nói thân tức thọ lạc và thân tức thọ khổ. Cái thân nó chỉ có hai cái đó thôi. Thân thức chỉ thọ lạc và thọ khổ thôi. Khi mà mình bị nắng thì mình khổ, mồ hôi đổ ra mình thấy khổ. Nhưng mà bình thường không có đổ mồ hôi, mát mẻ dễ chịu như vậy. Nhưng mà nếu mà nó mát quá nó trở thành lạnh quý vị. Thành ra cái thân chúng ta nó có thọ khổ và thọ lạc. Nên khi chúng ta học vi diệu pháp đó, thì có hai cái tâm màu đen và màu vàng đó. Màu đen là thân thức thọ khổ và màu vàng là thân thức thọ lạc. Nhưng mà chúng ta có thấy lạc không? Không có, nhưng cái khổ chúng ta rất là than. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người có tu đó, thì chúng ta thấy cái thân này là khổ đó, nên Đức Bồ Tát phải xuất gia. Cái thân này nó có cái sự khổ đó, nên mình mới tu tập. Bởi vì thường thường nói như vậy thì chúng ta thấy làm sao? Cái thân này đó, ăn rồi đại tiện, uống rồi tiểu tiện, ngủ rồi mình mẩy, phải tắm rửa, giặt giũ, phải vệ sinh. Cái đó là cái khổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đó mà với mắt tai mũi miệng thân tâm đó mà chúng ta nhìn đời chỉ là tương đối thôi, nó không có cái gì gọi là số một hết á. Trong đời này không có gì số một. Nó chỉ đẹp khi mà mình mới nhìn lần đầu, nhưng mà nhìn hoài nó cũng bình thường thôi. Nó mới, nó bài nhạc mình mới nghe mình thấy hay, nhưng mà nghe hoài nó cũng bình thường thôi. Quý vị thử coi phải có đúng vậy không? Nó cũng bình thường thôi. Thì chính cái tâm của mình á, cái cảm thọ của mình cũng bị biến đổi, nó tự biến đổi thôi quý vị. Khi quý vị ăn cái gì ngon nhưng mà ăn hoài cái đó quý vị thấy rất là ngán. Nên quý vị hiểu cái cảm thọ con người đó. Trong cơ thể chúng ta thiếu thốn cái vật đó thì nhiều khi chúng ta thích ăn cái đó, nhưng mà nó dư cái chất đó rồi chúng ta nhìn cái vật đó chúng ta không thích nữa. Thành ra chúng ta biết rằng các cái vật chỉ là các cái món ăn, ví dụ mình nói món là số 1, thật sự nó không có món là số 1 hết á. Mình ăn lần, hai lần, ba lần thôi chứ ăn ngày nào cũng ăn mình sẽ rất là ngán. Thành ra mình phải đổi cái món khác. Rồi cái món khác đó mình ăn lần, hai lần thôi chứ mình ăn nhiều lần mình cũng thấy rất là ngán. Nên thật sự ra đó thì các cái cảm thọ đó đều là vô thường. Thật sự là như vậy. Mắt nhìn thấy cái đó cũng vậy, mà tai nghe cũng được. Ví dụ giờ một người nào có một cô vợ đẹp đi, nhưng mà khi mới nhìn thấy đẹp thôi, cái nhìn bình thường hoài thì mình cũng không ngồi thấy đẹp nữa quý vị. Giọng hát hay đi, mới đầu mình chưa nghe thì mình thấy hay như vậy, mà nghe và cũng bình thường thôi, nó cũng có gì á. Nên á, khi mà các cái âm thanh, các sắc đẹp, các tiếng tiếng hay, mùi thơm, vị ngon á, xúc lạc đó đều chỉ là tương đối thôi. Nó chỉ có tương đối thôi chứ nó không có cái gì là tuyệt đối hết, vì tất cả danh và sắc nó đều biến lại hết, nó không bao giờ nó ngừng lại hết. Nên quý vị bây giờ quý vị thử coi, quý vị nói chỗ nào đẹp nhất. Ví dụ khu du lịch nào mình nói đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Nhưng mà quý vị vẫn thấy những người đó, họ buôn bán ở đó, họ đâu thấy đẹp gì đâu. Mình đi tới mình ngắm, mình thấy đẹp gì. Thật sự họ ở đó ngày này, năm này, tháng kia đó, họ cũng chẳng thấy đẹp cái gì hết á. Họ không thấy đẹp. Tại vì đẹp khi mà tâm mình cảm nhận. Mình chưa có gặp cái cảnh đó, bây giờ gặp cái cảnh đó mình thấy đẹp. Nhưng mà nếu mình ở cái cảnh đó hoài, mình cũng chẳng thấy đẹp. Nên chính vì như vậy, nên quý vị nghe cái câu chuyện mà Vua Manh Tha Tú đó, tiền thân của Đức Phật của chúng ta đã dỗ tai Ngọc Ngà Châu Báu rớt xuống như vậy, làm vua, cái đế vương như vậy mà vua cũng cảm thấy chán. Rồi vua hỏi cái cõi nào dục lạc nhiều hơn không? Nói cõi Tứ Đại Thiên Vương. Ngài lên cõi Tứ Đại Thiên Vương rồi ngài cũng thấy không vừa lòng. Ngài lên cõi Đau Lợi, lên cõi Đau Lợi. Thì như vậy nên đó, thì chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta đó, đối với những cái trần cảnh nó chỉ nhìn, mà khi mình nói mình có tỉnh táo đàng hoàng á, thì mình phải nói là nó chỉ là tương đối thôi. Nhưng mà nếu mình không tỉnh táo, mình nói cái này số 1, cái kia số 1, thì thật sự nó không là cái gì số 1 hết. Nên không có gì số 1 hết. Nên quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện vui vui chơi đó. Mình nói ví dụ như tiền thân Đức Bồ Tát á, ngày thương cái bà Hoàng Hậu. Nhưng mà khi có Hoàng Hậu á, Hoàng Hậu bà xin cái này xin cái kia, bà đòi cái này đòi cái kia riết. Thì cái vị này mới suy nghĩ rằng sao mình khổ quá vậy nè. Mình phải đi xin cái này xin cái kia hoài cho cái người phụ nữ này. Nên cuối cùng thì vị đạo sĩ đó dẫn cái người hoàng hậu trả lại với đức vua.
và muốn sống cuộc đời thanh thản thôi, chứ giờ có cái người vợ mà bây giờ cứ xin cái này xin cái kia, mà thật sự ra đó thì quý vị cái đời sống du sĩ thì nó không có gì hết. Nhưng mà khi có vợ thì phải có cái này, có cái kia, có nồi niêu, có ấm chảo, có bát chén, có rửa chén, rồi có mền mùng chiếu gối, có đủ thứ hết. Nên nó khi mà mới đầu nhìn thấy muốn như vậy, nhưng mà cuối cùng thì cảm thấy lo âu phiền não, nên là Đức Vua đã đem dẫn cái người phụ nữ đó trả lại cho Đức Vua. Thì chúng ta thấy rằng thật sự ra đó, khi mà chúng ta nói hạnh phúc là khi mà chúng ta chưa có bị khổ thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta có hạnh phúc rồi, chúng ta cũng chẳng thấy hạnh phúc. Nên quý vị thấy tất cả chư thiên cõi trời đó, họ hưởng phước xong rồi họ rớt xuống thôi. Cũng như thường thường mình bây giờ mình ở chỗ mà không có lũ lụt, không có tuyết rơi thì mình cũng chẳng thấy hạnh phúc. Nhưng mà khi mình ở cái chỗ mà có lũ lụt, tuyết rơi đó thì mình chỉ thấy đau khổ thôi. Nhưng mà tại vì thật sự ra cái gì nó cũng trở thành một cái thói quen. Ví dụ quý vị thấy một cái người họ tiếp xúc cái không khí lạnh đó, thì do lạnh quá đó họ khó chịu, họ bệnh hoạn, nhưng mà thời gian thì cái cơ thể họ cũng nó cũng phải làm sao để tồn tại ở cái vùng đó, nên nó tạo ra mỡ, người đó mập lên chút xíu, rồi người đó có đầy đủ những cái phương tiện, rồi người đó cũng cảm thấy bình thường. Nên quý vị thấy cũng lạ là có nhiều người họ ở vùng lạnh đó, họ tới vùng nóng họ chịu không nổi. Họ chịu không chịu nổi, mà đối với mình là lạnh rồi, nhưng mà đối với họ nó vẫn còn là nóng. Nên nhiều khi quý vị thấy những người mà họ này mới lạnh cũng vậy đó, họ mở hết quát đi, họ mở lạnh hết mức là 16 hay là 18 đi. Khi mà họ ở gì quen rồi đó, mà khi mà ai mà mở mấy điều hòa mà cỡ 22, 23, 24 đó, thì họ nói nóng lắm, họ chịu không nổi. Thì chúng ta cũng biết rằng cái thân thể chúng ta, dù là cái cảnh đó là cái cảnh lạnh đi, nhưng mà khi cơ thể chúng ta thích hợp rồi đó, thì nó chịu đựng được, nó trở thành không có lạnh nữa. Nhưng mà nó sẽ lạnh hơn khi gặp cái nhiệt độ lạnh hơn. Nhưng mà khi mà gặp cái nhiệt độ nóng hơn đó, chút xíu đó, lạnh ít hơn chút xíu đó, người thấy là nóng lắm. Thành ra cái gì ở trong các cái giác quan của chúng ta đó, mình nói chung là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm của chúng ta đó, nó cũng chỉ là những cái gì tương đối, nó thật sự là như vậy. Những cái gì nó hấp dẫn nó cũng trở thành bình thường. Những cái gì ngon mình ăn mình nói ngon đó, thì cũng bình thường. Bộ đồ mình mới mua mình nói đẹp, nhưng mình mặc một thời gian sau mình cũng muốn bỏ. Chính vì luôn cả những người vợ chồng với nhau đó quý vị, họ cũng bỏ nhau. Mới đầu thì họ thương, họ yêu, họ muốn ở với nhau. Nhưng mà thời gian về ở chung đó, mà không có đồng mà có cái sự chống đối đó, thì họ liền bỏ với nhau liền. Nên quý vị thấy ở trong cuộc đời này nó chỉ là tương đối thôi, chứ nó không có gì là tuyệt đối hết. Những cái gì ở trên đời nó cũng chỉ là tương đối thôi, chứ nó không có gì là tuyệt đối. Nên khi mà chúng ta nhận thức được các cái giác quan nó chỉ là tương đối thôi đó, thì cái tâm chúng ta mới đúng là thật sự là cái tâm nhìn đời. Nhưng mà nếu mà mình nhìn cái đó là tuyệt đối không đó, thì mình gần như mình bị gọi là thiên lệch đó. Hay là mình cực đoan, hay mình tham ái đó, mình khổ hạnh hay tham ái, nó cũng chỉ là hai cái cực đoan thôi. Thì mình nhìn đời cũng vậy đó, mình cũng đừng quá bi ai, mà cũng đừng quá tham luyến. Mình nhìn đời bình thường đó, thì mình sẽ nhìn ra được cái hay. Còn mình nhìn đời với một cái sự chán nản đó, nó cũng không có phải là cái cách hay. Mà mình nhìn đời bằng cách tham đắm quá, nó cũng không phải là cái cách hay. Nên ở đời quý vị thấy Đức Phật Ngài vẫn nói đó, nó có vị ngọt nên người ta đam mê, nó có nguy hiểm nên người ta sợ hãi. Nên cái người trí đó, họ có vị ngọt, họ không đam mê, họ gặp nguy hiểm họ không sợ hãi. Nên Đức Phật nói cái vị ngọt đó, nó vẫn có vị ngọt nên người ta mới đam mê, nhưng mà nó vẫn có nguy hiểm nên người ta mới sợ hãi. Hai cái trạng thái đó là cái trạng thái mà hai cái mặt. Còn cái người mà nhìn đời với một cái mặt tương đối thôi đó, thì họ lại nhìn đời một cách như là Đức Phật Ngài dạy. Thì ở trong cái câu thảo luận này thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại, nếu cái gì cần nói thêm thì tỉnh đừng đòi nói thêm nha. Sa thú kính trình Thượng tọa Pháp Đăng.
xin hỏi thượng tọa thầy quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thầy quyền, thượng tọa có nghe được rồi có bị kêu giờ không? Vâng, thượng tọa thầy quyền, ở trong bài kinh này thì Đức Phật ngài đưa ra một thí dụ mà nó dựa trên sự việc là có những người họ thích về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nhưng mà đặc biệt trong trường hợp này là một vị du sĩ là Vekhanasa, ông chủ trương là cảnh sắc là tuyệt nhất ở trong năm cảnh. Nhưng một khi mà mình thích cảnh sắc, thí dụ mình thích cảnh sắc hay thích âm nhạc hay thích ẩm thực ăn uống chẳng hạn, thì mình lại tạo nên một cái ảo tưởng là ở cảnh sắc có cảnh nào đó nó gọi là tuyệt đẹp, ở cảnh thinh nó có một thứ âm thanh nào tuyệt hay, ở cảnh vị có cái một cái vị nào đó tuyệt ngon chẳng hạn. Thì cái mà mình cho rằng cảnh sắc tối thượng, cảnh thinh tối thượng đó, cái tối thượng phải chăng nó là một ảo giác? Và cái ảo giác nó có thường xảy ra trong đời sống không? Ví dụ chúng ta thích âm nhạc thì chúng ta luôn tin rằng có một loại nhạc nào đó mà nó là tuyệt trên đời. Chúng ta thích về cảnh sắc, chúng ta nói có cảnh sắc có một cái thứ nào tuyệt trên đời. Và Đức Phật ngài dạy rằng cái đó nó chỉ là giống như mình nói mình thương một cô gái mà không thực sự biết cô gái đó là ai. Thì thượng tọa có nghĩ rằng một khi mà mình đam mê các thi dục thì chúng ta thường có cái ảo tưởng là có một cái cảnh nào đó mà nó thực sự là tuyệt đối, có phải thường có ảo giác như vậy không? Kính thỉnh ý kiến của thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, đại chúng nghe rõ. Và cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Thích Tính, đại đức Triệu Tri, sư Nguyên Thông cùng sư Tăng đang hiện diện tham gia đến những trường hợp của Phật tử. Và kính quả thật như vậy, một cái chúng ta nặng về một cái thị dục hay một cái giác quan nào đó đó, sức đạt tiếng hay mùi thơm thì nó xúc lạc á, thì nó tạo thành cho chúng ta một cái ảo giác hay là một cái kiến chấp, cái ngã chấp của chính mình là như thế. Thì coi đó là tuyệt hảo, hay là cái coi đó là một chuyện mà chúng ta đam mê. Như là sự thật ra như chúng ta chưa nghe, như hồi xưa thì mình chưa làm cải lương, ngày nay tức là các cái ca sĩ rồi hay hoặc là ở nước ngoài cũng vậy, chúng ta thấy nghe ca sĩ này nghe ca sĩ nọ thì nó rất là hay. Nhưng sự thật ra họ mình cứ nghĩ rằng họ đẹp, cứ nghĩ rằng họ hát hay. Hoặc hay là với cái hay của chính trong cái ảo giác của chính chúng ta, quả thật như vậy đó. Cũng như bây giờ các quý vị, chúng ta có sự suy nghĩ về Đức Phật, chứ chúng tôi chẳng hạn như đi, thì chúng ta nghĩ rằng chắc Đức Phật hình hài thể xác của ngài phải như thế đó. Thì cái đó cũng là một cái ảo giác, cái đó cũng là một cái sự nghĩ suy ở trong tâm của chúng ta thôi. Chứ sự thật ra thì sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc á, thì kính thưa quý vị, nếu như cái tâm mình nó bắt cái nào là cái cảnh trưởng thì cái đó là cái tuyệt, nó lại như thế. Thí dụ bây giờ mình thấy người đó đẹp, mình thích cái đẹp của người đó, thì bây giờ mình dẫu cho người đó câm mình cũng thích nữa. Mình thích cái đẹp của người đó, rồi bây giờ nếu mình thích cái người đó nói giọng phải nói là thỏ thẻ đó, đẹp cũng như là rất là thân thương triều mến, nhỏ nhẹ và đầy đủ những cái trầm cái ấm cái bát ví dụ chẳng hạn vậy, thì chúng ta tự nhiên chúng ta cho người này có giọng nói rất hay, và khi giọng nói đó có thể phải nói là làm cho người ta say mê như là cái giọng ca hát vậy đó. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta đang coi như là nhĩ thức nó bắt cảnh thinh đó, mà cảnh thinh đó làm trướng. Thì chúng ta sẽ coi cái đó là chính là tốt đẹp. Rồi cũng vậy, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì ở đây tất cả mỗi chúng ta đều nó là một tí theo một cái chúng ta có cái ảo giác, hay là chúng ta nghe nói người đó hay lắm, thí dụ vậy là người đó hay lắm, thì chúng ta cũng cho là người đó hay theo cái ảo giác, mà theo cái sự diễn tả của người thì chúng ta cũng theo cái đó cũng là một cái
một cái chúng ta gọi là một cái tuy mà chúng ta bị tự tha thật, nhưng điều mà từ trong tâm tưởng của chúng ta nó lại xuất hiện một cái tầm tứ, nó bất cảnh, nó suy tư, nó suy nghĩ như vậy. Nhưng sự thật ra chúng ta chưa có thể nghe người đó hát một cách trực tiếp, hay chúng ta chưa thấy người đó, cái dung mạo hình sắc của người, nhưng người đó đẹp lắm, người đó hát hay lắm, thì tự nhiên chúng ta sẽ hình thành ở trong một cái ảo giác, ở trong một cái tưởng tri của mình, mình cho rằng họ là như thế này, họ là như thế nào, thì tất cả cái tâm của chúng ta nó dễ bị nó tạo thành như thế. Và chính chỗ này, chính thú vị, nó tạo thành một cái kiến chấp rất là lớn. Ở đây cũng nói đến cái liên quan như là một cái kiến chấp của chính mình như vậy đó. Nó vô hình, nó vô sắc, nó không có âm thanh, nó không có tiếng nói, nó không có ngũ quan, nhưng từ trong kiến chấp ở trong pháp, lấy tâm làm đối diện á, lấy pháp làm cái đối tượng á, thì nó lại càng có những cái ngộ nhận, có những cái ảo giác hay là cái ngộ nhận mà chính chúng ta đã sai lầm. Bây giờ trong thiền định như thế này, nếu chúng ta không được khéo dẫn, khéo học đó, thì khi những cái hiện tượng chẳng hạn như bây giờ nó khởi sinh lên tâm ta, thì chúng ta nó tạo cái ảo giác mà chúng ta cho rằng là chúng ta chắc là thành thánh, là chúng ta thành tiên, hay chúng ta thành tựu được những cái quả vị này, cái quả vị nọ, vân vân, hay chúng ta đạt được cái cứu cánh, hay chúng ta thành tựu được cái sự tu niệm, cái sự công phu, cái sự luyện tập của mình rồi, thì quả thật cái đó đều là cái ảo giác của chính mình hết. Do cái thân mình khinh an, do cái tâm mình nó khinh an, nó tạo nên những cái ảo giác đó. Nó nhiều lắm. Cho nên ở đây có thể nói rằng là khi chúng ta nghiêng nặng, hay khi chúng ta có một cái mà coi như là cái tâm mình nó bắt cái cảnh trưởng nào đó, thì cái cảnh trưởng đó hãy coi chừng, nó là một cái nhìn phiến diện của chúng ta thôi. Chứ chúng ta đừng có cho rằng nó hay, nó đẹp. Vì vì vậy cho nên chúng sinh mà đau khổ, mà phân phe, phân phái, người này mới là tốt, người kia là xấu, người này là được tốt đẹp nè, cũng bằng một cái ảo giác, cũng bằng một cái nhìn suy tư, hay bằng cái nhìn ảo giác, bằng cái nhìn phiến diện, là vì nghe theo số đông, hay vì suy nghĩ bằng một cái tâm tưởng chính mình, mà nó tạo ra nhiều cái tình huống trên cuộc đời mà chúng ta không thể lường trước được. Cho nên ở đây, bởi vì cho nên dầu cho sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nó có như thế nào, đẹp xấu hoặc là không đẹp không xấu như thế nào, thì Đức Phật này luôn luôn cũng dạy người đệ tử phải có chánh niệm như thế. Thì kính bạch thượng tọa, tính đến cái nhìn của chính con nó là như vậy. Còn nếu có điều gì cần muốn tốt thì kính cũng là thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ con cũng thỉnh thanh thượng đạo giác đẳng cầm mít ra. Đạo tràng con không còn nghe âm thanh gì hết à. Sa thú kính thiền trưởng tòa Tuệ Quyền. Đọc tính đây. Để đọc tính của bạn máy vào nghe được. Để đức tính đây. Về ảo tưởng, Đức Phật ngài nói rằng có những người khi họ đam mê sắc, thinh nhất là cảnh sắc á, thì họ cứ có cái ảo tưởng là có một loại sắc nào đó tuyệt đối và tối thượng. Mà Đức Phật dạy là giúp chúng ta xóa đi cái ảo giác đó, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh đại Đức Phật tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Tuệ Tri, sư Nguyên Thâm cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu hỏi tương tọa vừa nêu lên thì thật sự ra đó, khi mà chúng ta sống mà chúng ta bị cái ảo tưởng, nhất là ảo tưởng về sắc hoặc là âm thanh, nói chung là các cái cảnh, các cái cảnh do lúc đó chúng ta bị chi phối, chúng ta bị chi phối về một cái điều gì đó, một cái thí dụ như cái tâm tư của mình nó bị ảo tưởng, nó bị suy nghĩ về cái chuyện sắp tới này đó, thành ra đó, là coi như là nó mới bị cái sự tham đắm ở trong đó. Cũng như quý vị thấy rằng cái trường hợp của một cái vị sa di đem dâng cái tấm y cho sư bác của mình, mà sư bác của mình thì không chịu thọ nhận, không chịu thọ nhận đó, thì cái vị này mới đứng ở đó để mà suy tư mình với ngài là coi như là bác của mình, mà mình thật tâm mình muốn cúng mà không nhận thôi còn gì nữa là tình nghĩa. Thành ra đó, vị này mới suy nghĩ là thôi mình đem cái sắc vải này nhé để mình về mình bán rồi mình mua cái đàn gia cầm để mà mình nuôi từ những nhỏ, rồi mình bán mình lấy lời, rồi mình nuôi mình mua những cái con lớn hơn để mà mình nuôi, rồi sau đó đó mình cưới vợ mình sanh con vân vân đó. Thì quý vị thấy rằng đó là cái vị đó đang ở trong hiện tại mà có cái ảo tưởng về tương lai, thành ra đó lúc đó đó mới làm cho cái vị này bị tham nó chi phối vào cái dòng suy nghĩ đó, cái dòng ảo tưởng đó, rồi hết tham nó chi phối vào thì đến sân nó chi phối vào ở trong cái trường hợp đó, đến nỗi mà mất đi cái sự tập trung, mất đi cái sự mà sống ở trong hiện tại, thành ra cuối cùng là cầm cái cây quạt rồi đánh vô đầu của sư bác mình đó. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng là đối với sống trong ảo tưởng đó thì nó sẽ chi phối, nó chi phối rất là nhiều, tham sân si ngã mạn tà kiến, nó đủ thứ chuyện nó sẽ xảy ra ở trong cái ảo tưởng. Thành ra đó Đức Phật mới dạy cho chúng ta cái pháp mà sống trong thực tại, có nghĩa là sống trong hiện tại đó. Hiện tại cái pháp nó sanh lên như thế nào, chúng ta sẽ ghi nhận rõ là cái pháp đó. Cái pháp đó nó sanh lên do cái nhân đó, do những cái nguyên nhân đó, thành ra đó nó sanh lên cái trạng thái đó. Thì vậy thì khi mà những cái nhân đó hết rồi thì cái trạng thái đó nó không có còn nữa, thì mình cứ cứ đi theo cái lề lối đó, mình cứ đi theo cái khung đó, thì từ từ đó
mình sẽ chìm mình vào ở trong hiện tại, chìm mình vào có nghĩa là ở đây quý vị thấy rằng là nói về cái chánh niệm, chánh niệm ở trong hiện tại. Cái pháp mà chánh niệm là có nghĩa là ở trong cái tâm của mình nhận thức sâu vào cái cảnh đó. Cái cảnh đó nó vô thường, khổ, vô ngã, hoặc là cái cảnh đó nó là do nó đầy đủ nhân duyên nên cái trạng thái đó nó sanh lên. Khi mà những cái nhân duyên đó hết rồi thì cái trạng thái đó nó sẽ diệt đi. Thì quý vị thấy rằng đối với cái đời sống hiện tại, nếu mà mình sống ở trong hiện tại có cái sự chánh niệm thì chúng ta sẽ bớt đi được rất là nhiều cái ảo tưởng, ảo tưởng về cái đời sống này, hoặc là ảo tưởng về các cái cảnh đang diễn ra đó. Do vậy mà ở trong cái câu, câu thảo luận này đó, thì theo chúng con nghĩ rằng là đối với đời sống chánh niệm, hoặc là đời sống mình có cái sự ghi nhận cái hoàn cảnh hiện tại, thì nó sẽ bớt đi rất là nhiều cái ảo tưởng mà chúng ta đang bị những cái cảnh nó xảy ra rồi, chúng ta bị ảo tưởng với những cái cảnh đó là do chúng ta biết sống ở trong hiện tại. Thành ra ở trong cái câu thảo luận này đó, thì con nghĩ rằng là phải rồi, sống trong hiện tại thì giúp chúng ta sẽ bớt ảo tưởng về một cái nào, một cái tuyệt đối nào đó mà mình chưa có đạt đến. Đây là những cái ý của con xin được đóng góp qua câu thảo luận này. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú kính trình đại đức Pháp Tân, thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa Pháp Tân còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tân còn ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại. Pháp Tân, thì tôi có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Thì đó Tân, trong lúc mà Du Khắc chủ trương rằng ở trong đời này cái tối thượng là các thị dục, mà ở trong các thị dục thì sắc là tối thượng. Nhưng mà Đức Phật đã nói ngược lại, Ngài nói rằng dù sắc thinh khí vị xúc nó có thể về, phải chăng là đoạn sau Đức Phật Ngài dạy rằng cái tâm của chúng ta nó quan trọng hơn cảnh, dù cảnh thế nào đi nữa thì không quan trọng ở tâm. Thượng tọa có nghĩ như vậy không? Xin kính thưa thượng tọa trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, Thầy Tây Giác Đăng, Pháp Đăng, Tòa Tây Quyền, Tâm Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Tề Trí, Sư Nguyên Thông, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý sĩ nam tín nữ. Theo con thì con nghĩ rằng là khi mà mình nói các cái giác quan của mình thì cái gì đó nó là quan trọng. Thí dụ như mình thấy mắt, thấy cảnh sắc là quan trọng, hay là có khi thì mình nói là tai nghe âm thanh nó là quan trọng. Thì những cái điều này nó chỉ là theo trong những gì Đức Phật dạy, nó cũng chỉ là tương đối. Mà rõ ràng là mình nhận thức được, mình biết được là nó cũng chỉ là tương đối thôi. Tại vì nếu mà nó là cái gì tuyệt đối thì cái đó là nhất rồi. Nhưng mà đằng này là các cái giác quan của mình tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, thì nó cũng chỉ là tương đối. Tại vì tùy theo mỗi người nặng cái gì đó, thì mình bị cho cái đó là nó quan trọng, cho giác quan đó là quan trọng. Cho nên nếu mà mình nói trong Phật Pháp thì nếu mà căn, có cảnh mà không có tâm, tức là không có thức thì cũng không biết được cảnh. Mà có cảnh mà không có tâm thì cũng không được.
mà có tâm mà cũng có cảnh thì cũng không được. Dù cảnh đó là cảnh pháp thì nghĩ rằng là cái tâm nó rất là quan trọng. Cái tâm đó nó khi mà mắt mình nhìn thấy cảnh sắc á, hay là tai mình nghe âm thanh, ngửi mũi mình ngửi mùi đó, lưỡi mình nếm cảnh vị, thân xúc chạm á, thì nó cũng chỉ là sự tiếp xúc giữa căn và cảnh thôi. Nhưng mà lúc bấy giờ đó là cái tâm của mình do cái phiền não, cho nên tâm tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, thì thị dục nó sanh khởi, sắc dục nó sanh khởi, hay là thinh khí vị xúc, những cái đó nó sanh khởi, phiền não nó sanh khởi. Thì do vậy đó, con nghĩ rằng cái việc mà Đức Phật Ngài nói là phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ mũi, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân, mà đặc biệt là phòng hộ về tâm. Bởi vì phòng hộ mắt, phòng hộ mũi, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân thì không phải vì vậy mà mình không nghe, không thấy, không ngửi, không nếm, không đụng. Mà quan trọng là mình có phòng hộ tâm thì cái sự tiếp xúc với cả cái trần cảnh nó không đến nỗi là chúng ta phải bị chi phối. Bởi vì mình thấy nó khả dục, khả hỷ, khả ái, khả lạc, cho nên phiền não nó sanh khởi. Cho nên con nghĩ rằng khi mà cái tâm mình có phòng hộ, ví dụ như Phật dạy rằng mình mắt mình thấy cảnh sắc thì mình nên có chánh niệm. Thì chánh niệm ở đây là mình giữ, mình có phòng hộ tâm của mình, chứ không phải là che con mắt lại, cũng không phải là che cái tai lại, không phải là che cái miệng lại, không phải. Mà ở đây đó là mình tiếp xúc thì vẫn tiếp xúc, bởi vì nếu chúng ta không có cái đó thì nếu chúng ta không có cái giác quan thì chúng ta không cần tiếp xúc đâu. Nhưng mà có cái giác quan thì phải tiếp xúc. Nhưng mà trong cái sự tiếp xúc của mình á, thì mình có cái sự phòng hộ, mà phòng hộ ở đây là phòng hộ tâm. Ví dụ như mắt thấy cảnh sắc mà mình có chánh niệm, có nghĩa là mình có phòng hộ tâm. Hay là tai nghe âm thanh á, mình có phòng hộ á, thì mình phải phòng hộ tâm. Có phòng hộ cho nên cái tai của mình cũng vẫn nghe vậy, chứ mình cũng không cần phải là cái này nó thích hay là cái này nó ghét hay là không ưa thích gì đó. Thì khi mà mình biết các cái căn tiếp xúc với các trần cảnh chỉ là căn cảnh tiếp xúc với nhau, thức sanh khởi, nhưng mà khi có phòng hộ như vậy đó thì mình không có một cái phản ứng từ ở nội tâm để rồi mình thích thú hay là mình không thích thú, chán ghét hay này kia, mà mình phải là cái sự tiếp xúc vẫn là tiếp xúc, nhưng mà mình không có đắm nhiễm hay là không có chán ghét, mà đó là những cái sự thu thúc của chính mình. Mà thu thúc ở đây đó là thu thúc bằng chánh niệm. Chánh niệm lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ tai, hay là lành thai phòng hộ tâm, hay lành thai phòng hộ thân đó. Thì cái phòng hộ mà ở đây đó thì con nghĩ rằng cái tâm nó rất là quan trọng. Cho nên cái tâm á, nhờ cái tâm có cái sự phòng hộ thì đó là cái điều mà mình thấy rằng đã có cái sự thu thúc rồi. Thì khi có phòng hộ thì các cái căn mình tiếp xúc với các trần cảnh không có bị chi phối, là như vậy. Còn nếu mà mình không có phòng hộ thì dễ dàng bị chi phối. Mình có khi thì mình đắm nhiễm ở cảnh này, mắt, có khi mình đắm nhiễm bởi cảnh sắc, có khi mình đắm nhiễm bởi cảnh thinh, có khi mình đắm nhiễm bởi cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng khi có phòng hộ tâm thì các cái căn tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, không phải đến nỗi là để cho chúng ta bị chi phối như vậy. Cho nên cái quan trọng là khi phòng hộ, có phòng hộ như vậy thì cái phân biệt để mà mình ưa thích hay là mình chán ghét nó không có đến nỗi có cái chỗ đó. Bởi vì mình ưa thích thì dục khởi, tham sanh khởi, còn mình chán ghét thì sân tâm sanh khởi. Vì vậy cho nên là mình không ở trong một trạng thái bình thản, mình không đến nỗi mà bị dính mắc những điều đó. Thì con nghĩ rằng cái việc mà phòng hộ tâm nó rất là quan trọng. Và do khi có phòng hộ thì các căn mình tiếp xúc với các cái trần cảnh không có bị đánh nhiễm. Còn khi đã không có phòng hộ rồi thì
thì dễ dàng bị đắm nhiễm, dù là căn nào đi nữa, mắt thấy hay tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm, thân xúc chạm đều bị phiền não chi phối. Con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Sa thú cái chân thượng tọa pháp tình, cũng với cái ý tưởng vừa rồi chúng ta tiếp theo một ý tưởng khác. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có trước máy và có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông hoan hỷ trả lời cho câu tiếp theo. Dạ. Sư Nguyên Thông, qua bài kinh này, những gì mà Đức Phật nói với du sĩ ngoại đạo Vikhanasa đó, một người mà cuộc đời chung quanh đầy đủ những cái sắc thinh khí vị xúc gọi là tuyệt hảo, là những thứ cao sang và những thứ tế nhị nhất của cuộc sống, nhưng mà người đó bị dao động thì người đó cũng không hạnh phúc. Xin không có đồng ý như vậy không? Xin kính thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ có đáp án cho câu hỏi số 5. Hỏi rằng phải chăng cho dù cuộc sống vây quanh với bao nhiêu là thứ tuyệt hảo về sắc thanh hương vị xúc, nhưng tâm luôn dao động thì khó có hạnh phúc? Kính thưa Sư Phụ, câu thảo luận này cho chúng ta thấy một người hành giả này, nếu sự thật có được như vậy, đó là người hành giả này trong quá khứ đã làm nhiều thiện sự, cho nên kiếp này sống mà vây quanh bởi những thứ tuyệt hảo về sắc thanh hương vị xúc, nhưng tâm luôn dao động thì cũng có hạnh phúc hay không? Cái câu sau này nói rằng người hành giả này chưa tu hành, bởi vì nếu mà có tu hành thì dầu sống trong cái milieu là một cái hoàn cảnh mà mình được xung quanh bao phủ những cái tuyệt vời của thế gian, nhưng mà nếu có hạnh phúc thì người ta là mình cứ là hưởng những cái điều đó, nhưng mà không có khởi lên cái tâm là mê say hay tham đắm là muốn có nữa. Vì vậy cho nên cái câu này nói rằng cái người hành giả này trong quá khứ đã có gieo nhiều thiện sự và kiếp này sống trong cái nhung lụa, và vì người này chưa tu hành cho nên là cái tâm luôn luôn dao động. Bây giờ mình chỉ mời người này đã vào cái lớp Phật pháp Buddha Dhamma thì người đã sẽ không có dao động. Bởi vì kính thưa Sư Phụ, cái hạnh phúc và đau khổ của chúng ta, sự thật đó mà nói thì nó không phải là hoàn toàn thuộc về cái vật chất bên ngoài, mà đó là cái tâm, một cái tâm bình thản, một cái tâm mà không bị vướng mắc bởi những cái trần cảnh, là những cái ngoại cảnh, thì là một cái tâm, đó là một cái tâm có trình độ tự chủ của mình. Và cái đó là cái điều mà những người tu hành đang tu hành để mà đạt được đến cái tâm bình thản, mà trong Phật pháp và Đại thừa nói là bình tâm, cái tâm mà thanh bình đó, là cái hạnh phúc. Vì vậy cho nên là cuộc đời của chúng ta sống phải có cái tâm quan sát, cái tâm quan sát, và mình phải nhìn lại cái tâm của chúng ta để thấy cái tâm của chúng ta ở trong cái tình trạng nào để mà điều tâm. Vì vậy cái câu thảo luận số 5 này, phải chăng cho dù cuộc sống dây quanh bởi bao nhiêu thứ tuyệt hảo về sắc thinh hương vị xúc, nhưng tâm luôn dao động thì cũng khó mà hạnh phúc, là có nghĩa là đúng là như vậy, kính thưa Sư Phụ. Bởi vì vậy cho nên chúng ta phải luôn luôn là canh giữ cái tâm của chúng ta, mà Đức Phật thường thường giảng dạy rằng chúng ta như là một vị tướng giữ cái thành, mà trong cái thành có 6 cái cửa, đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta. Chúng ta phải canh giữ nó, mà canh giữ nó tức là cái phòng hộ và 6 căn của chúng ta. Và người mà có phòng hộ 6 căn, mà muốn phòng hộ 6 căn thì người hành giả đó là phải sống trong cái giây phút hiện tại. Bởi vì người hành giả đó nếu mà không sống trong giây phút hiện tại thì người đó có thể mơ tưởng về quá khứ hay là kỳ vọng ở tương lai, và tất cả những cái đó đều là không có phải là cái sự thật. Cái bài kinh 133
Mà Đức Phật giảng dạy là có quá khứ đã qua đi rồi, mà tương lai thì chưa đến, chỉ có giây phút hiện tại, tuệ quán chính là đây. Là vì vậy cho nên chúng ta phải luôn luôn sống trong giây phút hiện tại. Và cái giây phút hiện tại đó có nghĩa là chúng ta theo dõi cái hơi thở vô, hơi thở ra, để mà mình sống trong giây phút hiện tại mà không mơ tưởng về quá khứ và kỳ vọng ở tương lai. Thưa sư phụ, đó là những cái tư duy mà con suy nghĩ do qua các câu hỏi số 5 này. Con xin thỉnh mời sư phụ Lạ Mai để giảng dạy thêm những điều con nói chưa đủ. Và chân thành tri ân dư vị đã lắng tai nghe. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thủ kính trình xin biên tục. Thưa quý Phật tử, chúng ta vừa nghe một số những chia sẻ của chư Tôn Đức, nhưng bài kinh Bế Khả Na Sát ngày hôm nay, bài kinh số 80. Và tiếp theo lời của Chư Tăng thì chúng tôi cũng xin góp một phần để tóm tắt nội dung của bài kinh này. Thật ra cái nhìn của du sĩ Bế Khả Na Sát không phải riêng của vị này, mà là cái nhìn của hầu hết của chúng ta hôm nay. Bởi vì có một thời đại mà về khoa học kỹ thuật, sự đi lại tiền bạc, mà người cái nào nó cũng có sẵn, có nhiều đến tất cả chúng ta, thì mình thấy rằng mỗi một con người đó thì đều có cái khuynh hướng nghiêng về thể dục nào đó. Thí dụ như là âm nhạc, ngày xưa lâu lâu chúng ta nghe bản nhạc ở trên radio, ở trong băng cassette. Bây giờ thú vị, âm nhạc đó, nó đã trở nên rất là ma mị. Người ta nói đến những cái kỹ thuật số rất là cao siêu, một ca sĩ hát giọng bình thường mà kỹ thuật số đó nó có thể biến giọng ca trở thành một giọng ca rất hay. Và chúng ta chưa kể là nó phụ thêm về hình ảnh, về những thứ khác nữa. Thật ra nếu trong thời đại nào đó mà cái thể dục của chúng sanh đạt được đến mức độ ảo diệu rồi, thì có lẽ chúng ta phải nói rằng thế giới ngày hôm nay nó đạt đến chỗ ảo diệu. Riêng về thành phố mà chúng tôi đang sống ở đây, thành phố Houston, một cái thành phố mà dân số đông thứ tư của nước Mỹ, thì người ta nói rằng hầu hết những cái thực phẩm từ các quốc gia tiêu biểu trên thế giới, từ đồ ăn Tây, đồ ăn Thái, đồ ăn của Nga, của Hy Lạp, của Mông Cổ, của Á Phú Hãng, của Đệ Hàn, Việt Nam, v.v. đều có mặt ở đây hết. Mà chúng ta nói như vậy là càng ngày thì những người đầu bếp đó, họ càng có nhiều cách để họ nấu những món ăn không phải chỉ ngon cho cái lưỡi mà còn đẹp cho con mắt của chúng ta, và tạo ra một cái không gian rất là tuyệt vời để cho một người ăn có thể thưởng thức món ăn. Thì thứ gì như vậy thì những cái thị dục như là sắc, thinh, khí, vị, xúc đó, ở trong đời sống đó, nó có sẵn, có nhiều, và nó có rất tốt cho chúng ta ở trong thời đại này, nếu chúng ta tương đối là có phước, có may mắn được hưởng. Và chính vì điều này đó, nó dễ dẫn đến một cái ảo giác là đó là cảnh giới tuyệt nhất. Thí dụ như là một nhạc sĩ, một ca sĩ, hay là một người thưởng thức âm nhạc có thể xem âm nhạc là một cứu cánh. Chúng tôi đã nghe nói như vậy, và có nhiều người quan niệm rằng hãy mình nghe một bản nhạc mà cái tâm hồn mình được thăng hoa thì như vậy là mình đạt đến cao độ. Và cái sự thăng hoa đó là cái gì mà tất cả chúng ta thường bám vào, tin vào, và từ cái bám vào, tin vào nó tạo cho chúng ta cái ảo tưởng rất lớn là ở một cái nơi nào đó của cực lạc, của thiên đàng, thì sắc tướng, âm thanh v.v. nó trở nên một cái gì đó thù diệu, vi diệu, tối thượng. Thì ở đây Đức Phật Ngài, trong cái lời phát biểu của du sĩ Bế Khả Na Sát, Ngài đã nói rõ rằng, cho dù là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc tuyệt hảo như thế nào, mỹ diệu như thế nào,
tế nhị như thế nào, thì tất cả những cái ưu việt đó nó đều có tính cách rất tương đối, tương đối lắm. Và chúng ta nghe câu chuyện tương đối như chuyện là Cảm Quỳnh đãi cho chú Trịnh bữa cơm. Khi mà ở trong cung, ở trong cuộc sống cao sang, người ta ăn bao nhiêu sơn hào hải vị lâu ngày họ ngán, bây giờ ăn rau luộc chấm tương thì vẫn cảm thấy ngon. Thì như vậy cái ngon và cái dở đó, đó nó mang tính rất là tương đối. Chúng ta sống ở thành thị, bao nhiêu là cái sự rộn rệt của nam thanh nữ tú, đèn xanh đèn đỏ, rồi bao nhiêu thứ. Một ngày nào đó chúng ta về miền quê, ở một nơi yên tĩnh, một không gian mở rộng, chúng ta sẽ thấy thiên nhiên nó đẹp. Những người sống với thiên nhiên lâu ngày, họ cảm thấy rằng thiên nhiên thật là hoang dã. Về thành thị họ thấy bao nhiêu sự cuốn hút. Nhưng mà tất cả cái đó nó phải được biết rằng có tính tương đối, rất tương đối. Đừng nghĩ rằng nó có tính cách tuyệt đối. Một người nào trong cuộc đời này đối với âm thanh sắc tướng, đối với mọi thứ đó mà nghĩ rằng nó tuyệt đối thì nó sẽ có vấn đề. Bởi vì trong kinh điển chữ Hán đó, và chúng ta nói thẳng ra ở trong kinh Hoa Nghiêm, ví dụ nói dĩ sắc tướng cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, nó cũng là một cách nói rằng ai mà đi tìm ở trong âm thanh và sắc tướng mà cầu Phật. Cầu Phật ở đây chúng ta tạm hiểu là cầu cái cứu cánh, cầu cái cao điểm, cầu tuyệt đối đó, thì người đó là tà đạo. Theo tà đạo chứ không phải là theo Phật. Bởi vì sao? Cái cảnh ở bên ngoài dù nó mỹ diệu đến mức độ nào, dù nó tuyệt vời đến mức độ nào, thì cảnh là cảnh. Chúng ta nhớ như vậy là một cái nơi nào đó mà mọi thứ đều bình an, một trong tâm hồn của chúng ta, ở trong nội tâm của chúng ta đầy dẫy phiền não, thì chúng ta không hạnh phúc. Chúng ta không thể hạnh phúc được. Về điều đó nó là một điểm rất là tự nhiên. Nên dạ quý vị có còn nghe chúng tôi được không vậy? Dạ. Thưa quý vị, trong bài kinh này, khi mà du sĩ ngoại đạo Bế Khả Sắc là thầy của du sĩ Sakuludaji đã trình bày với Đức Phật là vì này tin rằng năm cảnh thị dục là niềm hạnh phúc, thì ở trong đó sắc, tức là cái gọi là cái cảnh của thị giác á, cảnh của mắt á, là tuyệt nhất, là tối thượng. Thì Đức Phật ngài đã cho vị này một bài học. Ở trong bài học của vị này, Đức Phật ngài đưa vị này vào hai cái cung bậc của cảm xúc, một cái rất là vui, một cái rất là buồn. Cái rất là vui là vị này, Đức Phật ngài nói lên một điều mà vị này rất là tâm đắc, và vị này nói rằng đúng, Đức Phật nói đúng, Đức Phật nói gì là khoan hỷ vì tưởng. Nhưng mà sau đó Đức Phật ngài đưa vị này vào một cung bậc rất thấp, rất là buồn, và vị này đâm ra phỉ báng Đức Phật. Ngồi trước Đức Phật đó mà vị này trải qua hai cái cung bậc cảm xúc khác nhau, thì điều đó cho vị này một cái sự trải nghiệm trực tiếp là cái cảnh ở bên ngoài chưa có quan trọng đâu, mà quan trọng là cái tâm. Quan trọng là tâm. Chúng tôi đã từng đến những nơi mà thưa vị, những cái thiền viện mà được xây cất đẹp về hình thức, đầy đủ tiện nghi trên phương diện kỹ thuật xây cất, và có một tổ chức rất tốt. Nhưng mà chúng tôi không chắc rằng ở nơi đó là cái điều kiện tốt nhất cho các thiền sinh. Chúng tôi bảo đảm quý vị, tại vì chúng tôi đã từng đến những thiền viện mà rất thiếu tiện nghi, nhưng mà người ta tu rất tốt. Có thiền viện rất đẹp, rất tiện nghi mà ta tu không tốt. Nói như vậy thì sẽ có nhiều vị không đồng ý. Và mình đến đâu mà được tổ chức tốt, đẹp thì cái gì nó cũng tốt hết. Nhưng mà không phải vậy thứ. Càng tốt càng tiện nghi thì chúng ta càng bận tâm với chung quanh nhiều. Và đôi khi chính cái sự giản dị ở bên ngoài nó làm cho nội tại của chúng ta sung mãn. Và do vậy khi mà Đức Phật ngài đưa du sĩ
Vekhanasa vào trong cả hai cái cung bậc cảm xúc, rất vui rất buồn, thậm chí có lúc bực mình còn còn lên tiếng mạ lì Đức Phật nữa. Thì Đức Phật cho vị này một cái bài học quan trọng là đó, không phải cảnh sắc tối thượng nó quan trọng gì với chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta rất thích một thứ, đó là pha lê và crystal, pha lê crystal chữ tốt, nhưng mà nhiều lắm thì pha lê để chân trong tủ, chứ nó không phải là tất cả. Nếu chúng ta có một tủ đồ đựng pha lê rất tốt, nhưng mà trong lòng của chúng ta đầy dẫy những phiền não, thì nó cũng vô ích thôi. Và nếu chúng ta không có những thứ tốt như là pha lê, như là vàng bạc châu báu, nhưng mà trong cõi lòng của chúng ta được tĩnh lặng, cõi lòng của chúng ta được vững chãi, cõi lòng của chúng ta được bình an, thì chúng ta thấy rõ ràng mình ở cái thế tốt hơn nhiều. Vì vậy trong cái tinh thần tu của người Phật tử là cất chùa thì cứ cất chùa, tạc tượng thì cứ tạc tượng, tạo những cái Phật cảnh đẹp thì tạo Phật cảnh đẹp. Nhưng mà đừng nghĩ rằng những thứ đó đó nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta hoàn toàn. Mà thay vào đó chúng ta nên tin rằng chính cái sự tu tập, sự tu tập giúp cho chúng ta nhiều hơn. Sự tu tập mà ở bước đầu tiên đó, mà Đức Phật dạy chúng ta là hãy nhìn vào tất cả tương đối, tất cả đối đãi của nó, gọi là ngon, bởi vì không phải vì cái ngon tuyệt đối. Ngon không phải là vì rau luộc chấm với tương là ngon đâu, nhưng mà tại vì mình ăn sơn hào hải vị quen rồi, bữa nay ăn rau luộc nước tương thì nó ngon. Như vậy cái ngon nó là sự đối đãi, nó tương đối. Và đẹp thì đẹp với cái này mà không đẹp với cái kia, lớn là lớn với cái này nhưng không, nhưng mà nhỏ với cái kia, thì như vậy cái tất cả tương đối. Và đặc biệt á, là chúng ta đừng vì ưa thích âm nhạc mà nghĩ rằng sẽ có một bản nhạc nào đó, một âm thanh nào đó trở thành cứu cánh. Không có. Ưa thích âm nhạc thì có nghĩa là ưa thích âm nhạc, và âm nhạc thì là âm nhạc. Âm nhạc thì nó vô thường ở trong cảnh thinh, nó vô thường ở trong nhĩ căn, vô thường ở trong nhĩ thức, tức là căn cảnh và thức đều vô thường hết. Chứ không phải là vì mình ưa thích âm nhạc mà mình thấy rằng ở căn cảnh và thức nó có một cái gì đó mà nó tuyệt đối. Không có. Đối với Phật cái chuyện đó không có. Thì như vậy nhìn được cái thực tại vô thường, nhìn được cái thực tại có sanh thì có diệt, như lời Đức Phật dạy cho đệ tử của vị du sĩ Vekhanasa này ngày hôm qua mà chúng ta được nghe Đại Đức Pháp Tính đề cập đến, đó là tu sĩ Sakuludaji. Thì ở trong đó có một cái câu mà Đức Phật dạy như là một lời khai thị cho vị du sĩ đó, là do cái này sanh thì cái kia sanh, do cái này diệt thì cái kia diệt. Và một âm thanh hiện ra, âm thanh đó hay, âm thanh đó mỹ diệu, làm cho tâm chúng ta hưng phấn. Nhưng mà rồi âm thanh đó nó mất đi thì cái tâm hưng phấn không còn nữa. Thì chúng ta nên hiểu rằng sắc sinh khí vị xúc, nó chợt đến chợt đi, chợt sanh chợt diệt, và nó cũng để lại cái cảm giác hào hứng, cảm giác hụt hẫng, cảm giác trống vắng. Tại vì cuộc sống đó vốn là như vậy, vô thường là như vậy. Chúng ta phải làm khác hơn, hoàn toàn phải làm khác hơn việc đó. Nên một cái người học Phật ấy, thì nên nhìn thẳng vào cái thực tại, các pháp nó do nhân do duyên. Và còn có một điểm này nữa là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì có lẽ như lời chia sẻ của sư Nguyên Thông và trong cuộc thảo luận rằng chúng ta là người tu Phật ấy, thì quan trọng cái tâm hơn là quan trọng cảnh. Cảnh không có tuyệt đối đâu. Chúng tôi nhớ là hồi trước có một Phật tử với chúng tôi đó, là vị này luôn luôn tin rằng ở cái xứ nào mà chùa to Phật lớn thì đó là cái sự hưng thịnh của Phật Pháp, đó là cho thấy cái kết quả của sự tu tập. Còn những nơi nào mà chùa chiền mà không có đẹp lụp sụp đó thì cái đó là do các vị tu không đúng. Nhưng mà có một lần các vị đã đi với chúng tôi, đi ngang thành phố Las Vegas, đi ngang cái Las Vegas Strip ban đêm đó, thì thấy bao nhiêu là casino đèn màu rực rỡ. Thì vị này mới nói rằng không ngờ ở trong cái thế giới của ma vương mà lại có
có nhiều cái cảnh nguy nga tráng lệ như vậy. Thì có một vị sư ngồi trong xe nói rằng dù là ở cảnh giới nào nó cũng có nguy nga tráng lệ, chứ đâu phải chỉ có cái gì gọi là phước, cái gì là thiện thì nó mới có những tốt đẹp đâu. Dạ, thì cho chúng ta thấy một điều rằng cuộc sống nó không nên chỉ thấy ở bên ngoài. Dạ, đó, nó lạ lắm thưa quý vị. Dạ, nếu khi mà chúng ta nhận ra điều này đó, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái ảo giác ở bên ngoài, vượt qua cái mà chúng ta gọi là cho tuyệt đối. Và cuối cùng rồi thì chúng ta sẽ quay về trở lại một câu hỏi muôn thở rằng dạ, mình đang sống với cái tâm trạng như thế nào, và hướng cái sự chú ý vào thân tâm của mình nó vẫn tốt hơn là cái việc mà kỳ vọng quá nhiều ở ngoài cảnh ở bên ngoài. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trân chư tôn đức đã vào Rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Rung, con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Ta rằng biển công đức đã
sanh đồng niên thành chánh giác.